Đây xin phép trình bày và chia sẻ rất là ngắn, vì là cái này nó cũng hơi sâu vào trong cái phần sau đại học thì chúng ta cần biết một số nghi cơ bản. Và chúng ta đi trước vào một cái tổn thương, nó gọi là tổn thương trong cái nhồi máu cơ tim, bao gồm có nhồi máu cơ tim ST chênh lên hay là nhồi máu cơ tim ST không chênh lên. Thế thì đối với cả những cái câu chuyện như này, đây là những cái phần mà gì về mặt lý thuyết các bạn cần nắm được. Như các bạn đã biết ý, thì đối với cả cái nhồi máu cơ tim cấp thì là vữa, nó bản chất của câu chuyện là cái màng xơ vữa bị nứt vỡ ra và kèm tới huyết khối, và vì thế nên là chúng ta cần phải đối mặt với cả hai cái gánh nặng, một cái gánh nặng liên quan đến cái huyết khối và cái gánh nặng thứ hai liên quan đến cái màng xơ vữa. Chính vì thế nên là trên các hình ảnh chụp mạch chúng ta cần phải đánh giá xem là cái quan trọng nhất là động mạch thủ phạm là cái gì. Ví dụ như là có rất nhiều trường hợp chúng ta chụp lên nhưng chúng ta không biết đâu động mạch thủ phạm. Có những cái trường hợp bình thường thì tương đối là dễ, nhất là khi ST chênh lên chúng ta biết ngay đây là vách lê thất trước hay là mũ hay là vành phải. Nhưng đôi khi nếu mà gặp cái tổn thương nhiều thân mạch vành, chúng ta sẽ biết đâu động mạch thủ phạm, thành ra là cái chuyện đó là chuyện xác định được. Thứ hai nữa là cái thời điểm tái thông mạch vành là như thế nào. Ví dụ như là cái bệnh nhân này đến sớm hay đến muộn, chúng ta có những cái mốc ví dụ như 24 giờ, 72 giờ vân vân. Tuy nhiên có những bệnh nhân đến mà chúng ta không biết rõ thời điểm, và như vậy là rất khó để xác định được là bệnh nhân có làm can thiệp hay không. Có rất nhiều trường hợp làm can thiệp thì bệnh nhân lại chết. Thế thì người ta đặt ra câu hỏi là thời điểm can thiệp vào lúc nào, thì như vậy là lúc đấy đánh giá là chúng ta đánh giá chung dựa trên cả hình ảnh, cũng như là chúng ta đánh giá cái thời điểm làm để tái thông mạch vành, và cuối cùng là đánh giá cái nặng huyết khối. Ví dụ như huyết khối trường hợp này là nhiều hay là ít, nếu nhiều chúng ta xử lý thế nào, nếu ít thì chúng ta xử lý ra làm sao. Và đây là cái đánh giá cái cơ bản nhất, còn cái bên cạnh đó thì đánh giá chúng ta đánh giá gánh nặng màng xơ vữa, có nghĩa là các cái tổn thương khác ở các cái mạch khác như thế nào, cái mức độ suy tim và huyết động nó ra làm sao. Ví dụ như nếu bệnh nhân suy tim nhiều có thể chúng ta cần phải trì hoãn, hoặc chúng ta có cái thiết bị hỗ trợ chúng ta làm can thiệp được. Và cuối cùng là bệnh nhân có các biến chứng của nhồi máu cơ tim cấp hay không, ví dụ như là hở hai lá hoặc là thông liên thất hoặc là thủng vách thành tự do, thì lúc đấy cái quyết định chúng ta sẽ rất khác nhau. Và đây là các cái bước để đánh giá. Đối với cả những cái tổn thương mà có cái nhồi máu, tức là có huyết khối, thì cái nguy cơ cơ bản là gì ạ? Là thứ nhất là nó tắc mạch thì nó gây ra thiếu máu toàn bộ vùng dưới. Và cái thứ hai là gì ạ? Là đối với cả bệnh nhân thì là lúc mà chúng ta thông lại cái mạch vành thì chúng ta sẽ tạo ra một cái hiện tượng, tức là khi mà máu nó tới lại nó sẽ gây ra các cái tổn thương do tái tế máu. Nó giống như kiểu chúng ta garo một cái tay một chân của chúng ta, và lúc đó chúng ta sẽ thấy ngay là khi đó chúng ta sẽ có cái biến cố gây ra là như thế nào. Vậy thì để mà điều trị chúng ta cần phải làm gì ạ? Cái mục tiêu cơ bản là làm giảm tử vong cũng như các cái biến cố tim mạch chính, ví dụ như nhồi máu cơ tim cấp hay là tai biến mạch não. Và đấy là cái câu chuyện là tức thời, đồng thời với câu chuyện đó là phòng ngừa cái chuyện suy tim sau này. Và chính vì vậy cho nên là từ hai cái mục tiêu này chúng ta dẫn đến cái câu chuyện là mở cái mạch vành nó ra gì ạ, là càng sớm càng tốt, để đảm bảo câu chuyện là giảm được tử vong. Và nếu như bệnh nhân không tử vong thì cũng đỡ được suy tim, thì đấy là cái chiến lược và mục tiêu điều trị chính trong hội chứng mạch cấp. Và vì thế cho nên là chúng ta tìm mọi cách để hạn chế các cái tổn thương thứ phát, hoặc là do chúng ta làm can thiệp gây ra, hoặc là do chính cái bản thân cái câu chuyện tái thông mạch vành gây ra. Ví dụ ở đây là một cục máu đông, khi chúng ta dùng cái bóng chúng ta nong ra để thông mạch vành thì toàn bộ cục máu đông này nó sẽ bị chặt nhỏ thành từng cái nhánh mảng nhỏ một, và nó bắn ra các cái mạch ở xa khác và nó gây ra tắc mạch đoạn xa, và như vậy nó gây ra biến cố. Vì thế nên là làm gì thì làm, chúng ta phải cố gắng hạn chế được cái tổn thương được gọi là thứ phát do can thiệp, chứ không phải là chúng ta cứ can thiệp thì bệnh nhân sẽ ổn. Nó rất là khác trong cái trường hợp mà bệnh nhân ổn định chỉ có hẹp mạch vành thôi, thì khi chúng ta nong các cái mảng xơ vữa này ra, nói chung là cái xác suất mà bị tắc mạch từ phía xa nó tương đối ít. Còn nếu mà trong cái bối cảnh hội chứng vành cấp, lúc mà cái cục máu đông nó tắc thì đương nhiên chúng ta sẽ có rất là nhiều cái khả năng bị tắc các mạch đoạn xa, và vì vậy cho nên là cái phòng ngừa cái tổn thương thứ phát là vô cùng quan trọng. Và vì vậy nên nó đặt ra rất nhiều thứ, ví dụ chúng ta tối ưu cái thuốc như thế nào, chúng ta gì ạ, chúng ta hút cái cục máu đông ra làm sao, chúng ta dùng các cái stent loại gì để chúng ta ngăn ngừa các cái cục máu đông nó bị tắc. Thì đấy là những cái điểm chính. Và cuối cùng về mặt kỹ thuật thì bao giờ đối với cả cái câu chuyện là can thiệp trong các cái tổn thương mà có huyết khối, hoặc là trong cái hội chứng vành cấp, hoặc là nhồi máu cơ tim đấy ạ, thì đầu tiên bao giờ cũng là gì, là tối ưu về mặt thuốc. Cái đấy là cái quan trọng bậc nhất. Vì nếu chúng ta quên thuốc thì sao, thì sau khi chúng ta đặt xong cái đấy bị tắc lại, và như vậy là câu chuyện lại quay trở về cái giấc ban đầu. Bởi vì thế nên là gọi là kỹ thuật can thiệp thôi, nhưng mà việc đầu tiên vẫn phải nhắc nhau, bệnh nhân này đã được dùng heparin chưa, liều là bao nhiêu, thử ACT làm sao, điều chỉnh thuốc như nào, kháng ứng tập tiểu cầu làm sao, có loát linh ở trên cái bàn can thiệp hay không. Thì đấy là cái biện pháp đầu tiên được gọi là tối ưu thuốc, bao gồm có các thuốc gọi là kháng huyết khối, gồm có kháng đông và kháng ứng tập tiểu cầu, rồi kể cả statin trước khi làm can thiệp, và nó sẽ trở thành cái chuẩn mực. Ít nhất là chúng ta phải cố gắng đảm bảo cứ khoảng 1 hoặc 2 tiếng trước khi làm can thiệp thì cái nồng độ ức chế thuốc được tối đa. Và vì thế cho nên là gì ạ? Là nếu bây giờ chúng ta khi kiểm tra chất lượng, chúng ta nhìn thấy một bệnh nhân là trên bàn can thiệp, chúng ta nhìn thấy viên thuốc aspirin hoặc brilinta hoặc là ticagrelor ở bên trong thì sao ạ? Hoặc là Plavix chẳng hạn, thì có nghĩa là chúng ta sai vì chúng ta không nghiền cái đó ra, và nó làm tăng cái khả năng hấp thu thuốc cho bệnh nhân.
Thì đấy là những cái thứ mà chúng ta cần quan trọng. Việc thứ hai là gì ạ? Là chúng ta đánh giá cái gánh nặng huyết khối, và lúc đó chúng ta xem xét là xử lý gánh nặng này như thế nào. Ví dụ có hút máu đông hay không, hay là chúng ta chỉ thông cho thôi, sau đó chúng ta chờ đợi. Có rất nhiều trường hợp chúng ta gì ạ? Chúng ta chỉ thông mạch vành và chờ đợi, không đặt stent. Vì sao? Vì gánh nặng huyết khối nó quá lớn. Và nếu bây giờ chúng ta đặt stent vào thì chắc chắn là gì? Là cái stent này nó sẽ bị tắc. Hoặc là nếu bây giờ chúng ta ép cái cục máu đông này vào trong thành mạch thì sau một thời gian cục máu đông ấy tiêu đi thì cái stent nó nằm lơ lửng ở trong gì ạ? Trong lòng mạch vành. Các bạn hiểu không ạ? Và như vậy về lâu về dài cái stent nó sẽ bị tắc lại. Và vì thế nên là chúng ta đánh giá gánh nặng huyết khối để chúng ta xử lý. Rồi chúng ta đánh giá gánh nặng sơ vữa, nghĩa là gì? Bệnh nhân này là tổn thương 2 thân, 1 thân, 3 thân thì chúng ta có làm tiếp các cái nhánh khác hay không, có làm trong cùng một thì hay không, vân vân. Thì đấy được gọi là xử lý cái gánh nặng sơ vữa. Trước đây chúng ta chỉ tập trung vào giải quyết động mạch thủ phạm, nhưng bây giờ chúng ta có thể mở rộng nhiều hơn. Và cái cuối cùng quan trọng là gì ạ? Là khi mà chúng ta làm như vậy, chúng ta có cần các cái biện pháp hỗ trợ huyết động hay không? Ví dụ nếu bệnh nhân có suy tim, có rối loạn nhịp, huyết áp tụt thấp chẳng hạn, thì chúng ta có làm can thiệp ngay tại thời điểm đấy hay không? Hay là chúng ta cần phải đặt máy tạo nhịp tạm thời, rồi chúng ta đặt IBP, chúng ta có ECMO để chúng ta làm can thiệp? Thì đấy là những cái bước liên quan kỹ thuật cần đặt ra. Đây là một vài cái hình ảnh mà để minh họa, để cho các bạn nhìn thấy là câu chuyện là chúng ta đang làm cái gì. Thì đương nhiên đây là gì ạ? Đây là một cái mảng sơ vữa nứt rỡ ra, một cục máu đông hình thành ấy. Và huyết khối là cái vấn đề căn bản của chứng mạch cấp. Nếu chúng ta gì ạ? Chúng ta chỉ xử lý cái mảng sơ vữa thôi thì còn đó cái gánh nặng huyết khối nó đang kích hoạt, và nếu chúng ta bất kỳ đặt một cái dị vật nào vào, đấy là stent, đây là vân vân, thì nó sẽ bị tắc lại ngay. Và vì vậy cho nên là đối với chuyện làm can thiệp thì việc đầu tiên quan trọng nhất là gì? Thuốc chống đông, thuốc chống ngưng tập tiểu cầu, kháng huyết khối phải được tối ưu thì sau đó chúng ta mới được làm tiếp. Và vì vậy cho nên là gì ạ? Đây là các câu chuyện liên quan đến thuốc. Thế thì nó có cái đặc điểm lý thú là như thế nào? Nếu chúng ta xem xét kỹ một chút, chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Đây là cái tiến triển chung của cái mảng sơ vữa. Nếu chúng ta chỉ xem xét hội chứng mạch vành là nhồi máu cơ tim ST chênh lên, chúng ta sẽ thấy hiện tượng là những cái bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim ST chênh lên thì lúc mà chúng ta hút sạch sẽ huyết khối xong, động mạch vành nó chỉ hẹp độ 50-60% thôi. Và những trường hợp đấy bình thường chúng ta có đặt stent không? Nếu đang được ổn định chúng ta không đặt stent. Vậy thì vì sao chúng ta lại phải đặt stent cho một cái mạch vành chỉ hẹp có 30-40% trong trường hợp cấp tính? Đấy là bởi vì sao ạ? Vì cái mảng sơ vữa nó nứt ra và toàn bộ cái bể lipid bên trong ngoài, nếu chúng ta không ổn định mảng sơ vữa ở đây thì chúng ta sẽ có cỡ khoảng 30% nó sẽ bị tắc lại hay là nhồi máu cơ tim lại trong bệnh viện. Đấy là thời kỳ trước đây khi chúng ta không có stent, chúng ta chỉ nong bóng ra thôi. Chúng ta điều trị chống đông không tốt, bệnh nhân sẽ bị tắc lại. Và vì thế cho nên là câu chuyện là khi có hội chứng vành cấp, tức là khi có mảng sơ vữa bị nứt vỡ, thì cái việc cần thiết là chúng ta xác định được cái mảng sơ vữa nứt vỡ ở đâu và chúng ta đặt stent tại vị trí đó. Thành ra là bác sĩ làm can thiệp người ta sẽ dựa vào đâu ạ? Vào cái chỗ mà nhiều huyết khối nhất, để người ta biết là chỗ đấy là vị trí cái mảng sơ vữa bị nứt vỡ ra. Hoặc là chúng ta phải dùng gì ạ? IVERT hoặc là OCT chúng ta xác định để xem. Thì đấy là đại đa số các trường hợp là gì ạ? Nhồi máu cơ tim lần đầu tiên. Còn nếu như bệnh nhân sống sót qua được thì sao ạ? Thì bệnh nhân sẽ quay trở về cái thành cái hội chứng vành cấp, nhồi máu cơ tim ST không chênh lên, tổn thương nhiều thân mạch vành. Và lúc đó nhiều khi chúng ta rất khó để xác định đâu là động mạch thủ phạm. Có rất nhiều trường hợp chúng tôi chụp lên tổn thương 3 thân, không biết động mạch nào là động mạch thủ phạm cả. Vậy chúng ta dựa vào cái gì ạ? Chúng ta dựa vào siêu âm, nhưng nếu đây là sẹo nhồi máu cơ tim cũ thì sao? Chúng ta dựa vào điện tâm đồ, nhưng mà nó chỉ định khu đường ST chênh lên. Chúng ta dựa vào đâu? Chúng ta dựa vào IVERT hoặc OCT. Tuy nhiên là nếu chúng ta làm IVERT OCT ấy, thì 70-80% là bệnh nhân có nhiều vị trí cái mạch mạc sơ vữa bị nứt vỡ. Thành ra là câu chuyện đâu là động mạch thủ phạm vẫn hoàn toàn là một câu hỏi rất là khó, chứ không phải đơn giản. Nó đòi hỏi rất nhiều cái kinh nghiệm của chúng ta để biết, để nhận định, đánh giá tổn thương như nào. Về mặt angio rất là khó để biết câu chuyện đấy. Thế thì trên thực tế nếu chúng ta xem xét một cái mảng sơ vữa sẽ có ba cái dạng sơ vữa. Một cái mảng là gì ạ? Nó bị nứt vỡ, nó bị nứt to ra, cái lớp vỏ mỏng ở đây. Và nếu mà chúng ta xem xét cái OCT chúng ta sẽ nhìn thấy một lớp vỏ rất là mỏng kèm theo huyết khối rất là lớn. Dạng thứ hai là gì ạ? Dạng thứ hai là nó không có mảng nứt vỡ, nó gọi chỉ nhưng nó vẫn có cục máu đông mà nó vẫn gây ra tắc mạch. Và cái dạng thứ ba là gì ạ? Dạng chúng ta nhìn thì cái cục vôi hóa. Cục vôi hóa thì phần lớn là cái mạch nó tắc đi tắc lại nhiều lần rồi. Và vì thế cho nên là lúc chúng ta xem xét chúng ta sẽ thấy đây là ba cái dạng cơ bản. Một dạng là gì ạ? Cái mảng sơ bị nứt vỡ rất là rõ, nhìn thấy nứt vỡ ra cả một cục huyết khối rất là lớn. Một dạng thứ hai là gì ạ? Nhiều khi nó chỉ loét ra thấy đâu, nó không nhìn thấy cái điểm nứt vỡ nhưng mà nó có cục máu đông bám ở trên này. Và lúc đó chúng ta sẽ dùng hoặc là OCT, hoặc là soi quang, hoặc là IVERS. Hiện nay ví dụ ở viện tim mạch chẳng hạn, chúng ta đang có IVERS, đang có chụp lọc mạch vành, chúng ta không có soi trong lọc mạch vành và chúng ta chưa có OCT. OCT đang chuẩn bị có và chúng ta trên cơ sở đó chúng ta sẽ biết được là đâu là cái mảng sơ vữa bị nứt vỡ ra. Và nếu cái mảng sơ vữa này nó kèm theo gì ạ? Kèm huyết khối thì đây là cái vị trí thủ phạm để chúng ta nên làm can thiệp. Tuy nhiên là thực tế cuộc sống cho thấy là gì ạ? Chỉ 60-70% huyết khối thôi.
20% các trường hợp khác là cơ thể nó tự tiêu được bằng cơ chế kháng đông tự nhiên cơ thể. Vì thế nên là chúng ta sẽ nhìn thấy các cái hình ảnh huyết khối bao gồm hình khuyết cản quang, có viền cong lồi như kiểu đọng thuốc, và cuối cùng là các cái tổn thương nó lờ mờ. Thế thì chúng ta đánh giá cái gánh nặng huyết khối như thế nào? Thì đây là cái bảng để phân loại các cái đánh giá cái gánh nặng huyết khối trên cái phim chụp mạch vành. Dựa trên cái phim chụp mạch vành này, chẳng hạn đây là cái dòng chảy đây, thuốc cản quang đang đi ở đây, chúng ta nhìn những cái vết lờ mờ có cái chấm trắng ở đây, à đây là cái cục huyết khối một phần là đã tan ra. Hoặc là gì ạ, chúng ta nhìn thấy tự nhiên thấy cả cái hình khuyết màu trắng, đáng nghe cái lòng mạch phải to, nếu mà nó có taper tức là có thuôn nhỏ thì nó phải thuôn nhỏ từ từ, ở đây tự nhiên đứt quãng một cái thì à đây là cục máu đông. Và ví dụ đây là hình ảnh điển hình khi mà cái gánh nặng huyết khối của nó là khổng lồ, chúng ta nhìn thấy cái mạch nó rất là to, cái dòng chảy nó bé tí xíu, mạch rất là to ở đây, và đây ở đây là cái cục máu đông. Và nếu chúng ta nhảy ở đây, chúng ta làm can thiệp, chúng ta đưa gai quai, đưa bóng, đưa sen vào thì sao ạ? Tất cả huyết khối, và sau khi chúng ta làm xong thì lập tức cái đó bị quay hết. Thành ra là ở trong cái câu chuyện này, nếu bây giờ chúng ta đẩy cái thiết bị xuống, nếu huyết khối nó bám thành tổ chức hóa, ví dụ như trên 24 tiếng nó bắt đầu tổ chức hóa, nó bám chắc vào cái thành này rồi, thì sao ạ? Thì cái sten ở đây nó sẽ bị tắc lại. Còn nếu mà chúng ta đẩy đi trôi được thì toàn bộ cái gánh nặng này nó bị làm gì? Nó bị cắt nhỏ ra từng thành phần, và lúc đó nó sẽ tắc toàn bộ các mạch phía xa. Và nếu nó tắc toàn bộ các mạch phía xa thì sao ạ? Dòng chảy nó sẽ là bằng không, như vậy nó không có hiệu quả về tái tiêu máu. Thế thành ra là chính vì thế cho nên là chúng ta nhìn vào các cái phân độ ở đây, chúng ta biết trường hợp này chúng ta để stent mà ít ảnh hưởng bởi vì huyết khối nó quá bé, trường hợp này chúng ta hy vọng là huyết khối có thể ra được, trường hợp này có khi chúng ta phải dừng lại không đặt stent sẽ huyết để truyền rồi kháng tiểu cầu mà gọi kháng GP2A3B đấy, để cho nó tiêu cục máu đông đấy đi, sau đó một vài ngày chúng ta mới quay bệnh nhân trở lại để chúng ta chụp lại và đặt stent. Thì lúc đấy nó tùy theo cái gánh nặng huyết khối mà chúng ta quyết định cách làm là như thế nào. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có đánh giá cái dòng chảy. Thì trước đây chúng ta chỉ quan tâm chuyện là dòng chảy TIMI 1 là không có một tí nào phía xa, chả có dòng tí nào cả. Xin lỗi, TIMI 0. TIMI 1 là bắt đầu chúng ta nhìn thấy một dòng lờ mờ chảy. TIMI 2 là gì ạ? Là đã đến mạch ở phía xa nhưng không nhìn thấy cái nhánh nhỏ. TIMI 3 là đến ở đây, đến sát đến cái nhánh tận cuối cùng trong cái phim chụp mạch vành. Tuy nhiên là chúng ta vẫn không nhìn thấy cái tưới máu trong các vi mạch nhỏ. Bình thường chúng ta phải nhìn thấy các cái nhánh nhỏ tưới máu, bây giờ chúng ta không nhìn thấy gì cả. Thì đây là cái phân độ rất là đơn giản để chúng ta biết là TIMI, để biết được là xem như thế nào. Và cái đích cuối cùng để chúng ta đạt được trong một trường hợp tắc mạch cấp là chúng ta khôi phục được ít nhất là TIMI 3 ở các mạch máu lớn, và đồng thời là TMP tức là cái tưới máu cơ tim ở trong các mạch máu nhỏ, thì lúc đấy nó mới đảm bảo được hiệu quả của tưới máu. Thì đấy là những cái bậc thang mà khi chúng ta nói chuyện với nhau, ví dụ trường hợp này chụp lên, các bạn báo cáo giao ban buổi sáng là trường hợp này nhồi máu cơ tim sau dưới, chụp lên là tắc đoạn 1 động mạch vành phải, gánh nặng huyết khối rất lớn, TIMI 0 nhỉ, người ta tưởng tượng ra ngay là cái gì đang diễn ra. Thì đấy là cái cách để nó đọc, chứ bây giờ chúng ta cứ giơ một cái sơ đồ lên thì sẽ không biết là thế nào, đúng không ạ? Thì đấy là cái cách để chúng ta đánh giá cái gánh nặng huyết khối ở trên một cái bệnh nhân mà có huyết khối. Thì câu chuyện là gì ạ? Là nếu chúng ta làm can thiệp, chúng ta mở thông mạch vành ra, chúng ta cứu vãn lại, thì chúng ta chỉ cứu vãn được cỡ khoảng 50% các cái phần tim còn sống thôi, còn lại 25% còn lại nó sẽ bị chết do tổn thương bị tái tiêu máu, và 25 phần khác là gì ạ? Là vì chúng ta làm muộn, cơ tim đã chết từ trước. Và vì thế đây là cái sơ đồ minh họa. Nếu chúng ta nong bóng đặt stent này ra, cắt nhỏ toàn bộ thành phần này ra, nó chu hết, nó tắc mạch phía dưới, rồi bản thân cái động tác nong của chúng ta ra, chúng ta sẽ vắt cái gánh nặng huyết khối này rất lớn. Và chính vì thế nên tại sao chúng ta thấy là những trường hợp mà nhồi máu cơ tim người trẻ thì sao ạ? Thì vì cái gánh nặng lipid bên trong này rất lớn, vì thế sau khi làm can thiệp xong thì nó suy tim rất là nặng nề. Vì sao ạ? Vì nó bị tắc mạch từ xa, tất cả cái mạch nhỏ này bắn ra nó tắc mạch từ xa hết. Ngược lại người già nó nứt vỡ nhiều lần rồi, cái mảng sơ vữa nó chắc hơn, cái thể tích ở đây nó ít đi, và như vậy thì cái mức độ suy tim sau nhồi máu nó ít hơn một chút. Vẫn có tỷ lệ cao suy tim sau nhồi máu ở người già, vì sao? Vì bệnh nhân đã bị tổn thương nhiều chỗ từ trước rồi, nhưng cái ảnh hưởng của cái lần cấp tính đấy ở người cao tuổi thì nó lại ít hơn so với người trẻ tuổi. Lý do là bởi vì nó có rất nhiều các tổn thương do cái chuyện thích nghi cơ tim, và vì thế chúng ta cần phải giải quyết cái câu chuyện ở đây bằng cách là gì ạ? Chẳng hạn trước đây chúng ta sử dụng băng quấn huyết áp gây thiếu máu chi, chúng ta dùng các loại thuốc, chúng ta dùng statin để chúng ta làm ổn định mảng sơ vữa, là hạn chế tối đa các tổn thương do tái thiếu máu như thế này. Và đồng thời có những biện pháp khác, ví dụ nếu chúng ta làm can thiệp mạch vành cấp, chúng ta luồn cái dây dẫn qua, chúng ta hút huyết khối nhiều lần, tức là chúng ta cứ đóng mạch mở mạch bằng các biện pháp đấy, hoặc chúng ta đặt stent xong chúng ta chủ động nong bóng để gây tắc mạch, bản chất là chúng ta lại tiếp tục gây thiếu máu cơ tim tiếp, nhưng mà có ngắt quãng, thì cái động tác đấy chính được gọi là hậu thích nghi, tức là thích nghi cơ tim sau khi chúng ta đặt stent, gọi là hậu thích nghi để giúp cho cái cơ tim đỡ bị suy. Thì đấy là cái phương án là để giải quyết các cái phần mà 25% các tổn thương mà bị nhồi máu cơ tim như vậy. Thế đối với cả cái chỉ định can thiệp ở trong hội chứng vành cấp và nhồi máu cơ tim cấp thì nó có những cái dạng như nào? Ví dụ chỉ định can thiệp cấp cứu
hay được gọi là chỉ định can thiệp thi đầu đối với cả nhồi máu cơ tim ST chênh lên trong vòng từ 12 đến 24 giờ. Trước đây là gì ạ? Là 12 giờ, bây giờ nó mở rộng một chút cỡ khoảng 24 giờ. Trong vòng 24 giờ đó, đối với cả những trường hợp nhồi máu cơ tim ST chênh lên, không có gì bàn cãi, chúng ta mở thông nó ra và cái mở thông này được gọi là can thiệp cấp cứu. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là bypass tất cả các thứ từ chỗ A9, từ chỗ tiếp đón, từ các bệnh viện đến tỉnh, chúng ta gửi thẳng vào phòng cái lab, thì đấy được gọi là can thiệp thi đầu. Một cái dạng thứ hai là gì ạ? Là can thiệp cứu vãn khi mà tiêu sợi huyết thất bại. Ví dụ tuyến dưới người ta cho tiêu sợi huyết, sau 90 phút ST nó không hết chênh, bệnh nhân vẫn còn đau ngực thì sao ạ? Thế được coi là tiêu sợi huyết thất bại. Và nếu tiêu sợi thất bại thì chỉ có cái can thiệp tiếp theo được gọi là can thiệp cứu vãn, và khi đó chúng ta chuyển thẳng bệnh nhân đến trung tâm cath lab gần nhất và chúng ta làm gì? Chụp mạch vành luôn. Bất kể thời gian đấy là như thế nào. Bởi vì cái mạch vành đấy nó vẫn đang bị tắc và lúc đó chúng ta cần phải làm. Một dạng thứ ba là gì ạ? Là can thiệp thường quy sau khi tiêu sợi huyết thành công. Nghĩa là thế nào? Tiêu sợi huyết thành công rồi, chúng ta tiêu được cục máu đông ấy đi rồi, cái mạch vành đã tưới thông trở lại. Nhưng cái mảng xơ vữa đang bị nứt vỡ nó vẫn còn đó, và như vậy nó vẫn có khoảng 30% nó bị tắc lại trong tuần đầu tiên sau khi nhồi máu. Và vì thế chúng ta cần phải làm gì? Can thiệp để làm gì ạ? Để giải quyết cái mạch vành nó đang bị nứt vỡ, và đấy được gọi là can thiệp thường quy sau tiêu sợi huyết thành công. Thế thì nếu vậy thì người ta là can thiệp trong vòng như thế nào? Cố gắng trong vòng 24 tiếng. Để làm gì ạ? Để rút ngắn cái khoảng thời gian, đỡ được cái tỷ lệ bị tắc lại tại vị trí đó. Nhưng không nên làm nhanh quá trong vòng 3 tiếng. Vì sao ạ? Sau 3 tiếng sau khi tiêu sợi huyết, nếu chúng ta làm can thiệp thì nó sẽ tăng cái nguy cơ các cái biến chứng liên quan đến mạch máu. Và vì vậy cho nên là cái can thiệp thường quy sau tiêu sợi huyết là từ 3 giờ cho đến 24 giờ. Hay nói khác đi, bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được tiêu sợi huyết thành công. Sau khi tiêu sợi huyết thành công xong thì làm gì? Chuyển lên trung tâm tim mạch can thiệp có khả năng chụp mạch. Để làm gì ạ? Để làm can thiệp thường quy sau tiêu sợi huyết thành công, chứ không phải là đợi bệnh nhân ổn định sau một tuần rồi mới chuyển lên. Thế thì không, thứ nhất là nó sai về mặt chúng ta chỉ định, và thứ hai nó làm tăng cái khả năng bị tắc cái mạch đó lại sau vòng một tuần. Cái dạng thứ ba là gì ạ? Được gọi là dạng phối hợp can thiệp và tiêu sợi huyết cấp cứu. Nghĩa là gì? Là ngay từ đầu chúng tôi đã chủ động để làm chuyện này rồi. Ví dụ một bệnh nhân ở cách Hà Nội cỡ khoảng độ 60 cây số chẳng hạn, lên Hà Nội là mất độ 1 tiếng nếu mà không tắc đường, đúng không ạ? Nó sẽ là 3 tiếng nữa tắc đường. Vậy thì chúng ta làm gì? Chúng ta tiêu sợi huyết trước để giải quyết cái gánh nặng của huyết khối, đỡ bệnh nhân suy tim, và sau khi tiêu sợi huyết xong thì vẫn chuyển bệnh nhân lên để làm gì ạ? Để làm cái can thiệp thường quy. Thì cái chủ trương đấy được gọi là phối hợp can thiệp và tiêu sợi huyết cấp cứu. Thì đấy là cái câu chuyện được gọi là các cái chỉ định lúc mà chúng ta làm đối với nhồi máu cơ tim ST chênh lên. Thế đối với cả cái câu chuyện mà nhồi máu cơ tim ST chênh lên mà đến muộn thì sao? Nó có cái khoảng từ 24 đến 72 giờ, và sau 72 giờ thì trong vòng từ 24 đến 72 giờ chúng ta làm can thiệp khi nào? Khi bệnh nhân có rối loạn nhịp, có tụt áp, suy tim tiến triển, có đau ngực tiến triển. Thì đấy là những cái bằng chứng để cho thấy là gì ạ? Là cái nhồi máu cơ tim ST chênh lên này nó không tự nhiên, nó và lúc đó chúng ta làm can thiệp, và các bạn gọi điện chúng tôi lại xin chỉ định bệnh nhân này là gì ạ? Là giờ thứ 36 vân vân, vẫn còn đau ngực nhiều, vẫn còn suy tim, vẫn còn tụt áp, có rối loạn nhịp, xin làm chỉ định cấp cứu. Thế nếu bệnh nhân mà không đau, không làm gì cả, ổn định hết rồi, huyết động bình thường, ST hết chênh, chúng ta có làm gì không? Chỗ này chúng ta không biết. Chỗ này chúng ta không biết. Đấy. Thì những cái bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim thành trước, khả năng suy tim, tuổi trẻ, có lẽ là chúng ta nên làm để giải quyết cái nặng suy tim sau này. Còn nếu bệnh nhân ổn định già vân vân thì chúng ta có thể tiếp tục điều trị nội khoa tiếp. Thế nếu sau 72 tiếng thì sao? Sau 72 tiếng thì nó như một cái động mạch vành ổn định bình thường. Lúc đó chúng ta chỉ làm can thiệp nếu có bằng chứng của thiếu máu cơ tim. Ví dụ bệnh nhân còn đau ngực, còn có ST chênh xuống ABCDF thì lúc đấy chúng ta mới làm can thiệp. Thì như vậy là cái trường hợp mà nhồi máu cơ tim ST chênh lên mà đến muộn sau 24 tiếng thì chúng ta có mốc từ 24 đến 72 tiếng và sau 72 giờ để chúng ta tiếp tục cái câu chuyện mà làm gì với bệnh nhân. Đối với cả nhồi máu cơ tim ST không chênh lên thì sao? Thì chúng ta có 3 cái mốc cơ bản. Mốc đầu tiên là trong vòng 2 giờ được gọi là can thiệp cấp với nhồi máu cơ tim ST không chênh lên trong vòng 2 tiếng. Khi nào? Khi có rối loạn huyết động, khi có rối loạn nhịp nặng, khi cái nguy cơ tử vong cao, thì lúc đó chúng ta coi cái này như một cái can thiệp cấp cứu. Trong vòng 2 tiếng có nghĩa là như can thiệp cấp cứu. Một cái dạng thứ hai, nếu bệnh nhân ổn định hơn thì chúng ta can thiệp sớm. Và trước đây thì còn có cái mốc là 24 hay 72 giờ. Nhưng xin thưa gần đây chúng ta rút hết các thời gian còn lại trong vòng 24 tiếng. Những trường hợp nhồi máu cơ tim ST không chênh lên thì cố gắng chúng ta can thiệp sớm trong vòng 24 tiếng. Bởi vì để làm gì ạ? Để lâu nó chỉ có tăng thêm suy tim, nó tăng các biến cố khác mà thôi. Chả có giải quyết vấn đề gì cả. Đã làm luôn cho nó nhanh. Thì như vậy là trong vòng 24 giờ với những trường hợp nhồi máu cơ tim ST không chênh lên. Nghĩa là cái gì ạ? Nghĩa là men tim phải tăng. Còn nếu mà men tim không tăng, lúc đấy bắt đầu là đau ngực không ổn định, thì lúc đấy chúng ta bắt đầu xem xét và phân tầng làm những cái nhóm khác.
Thì như vậy đây là các cái câu chuyện, các cái chỉ định can thiệp. Và ngoài ra độ 1-2 năm gần đây thì người ta có một cái kiểu được gọi là can thiệp kỳ 2 trong cùng một lần nhập viện với những cái trường hợp mà nhồi máu cơ tim ST chênh lên hoặc không chênh lên. Khi chúng ta thấy cái gánh nặng sơ vữa nó lớn quá chẳng hạn, bệnh nhân vào viện với cái tổn thương hai thân hoặc ba thân mạch vành, một cái tắc hoàn toàn hôm nay đã mở thông rồi, một cái khác vẫn còn hẹp 90%, kiểu gì chúng ta cũng phải làm thì sao ạ? Thì thôi chúng ta hẹn bệnh nhân làm luôn trong một thì hoặc là trong vòng một tháng. Thế thì tùy theo cái việc mà chúng ta tiết lượng là cái việc chúng ta làm nó có ảnh hưởng đến bệnh nhân hay không, có làm suy tim nặng nề lên hay không, thì lúc đó chúng ta sẽ tính đến câu chuyện là can thiệp thứ hai trong cùng một lần nhập viện hoặc là trong lần nhập viện kế tiếp một cách có kế hoạch đối với những trường hợp có tổn thương nhiều thân mạch vành. Thì đấy là các cái chỉ định can thiệp đối với cả những bệnh nhân mà có cái tổn thương, có huyết khối hay còn gọi là có hội chứng vành cấp hoặc nhồi máu cơ tim. Đây là những cái slide để cho chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ? Đây là cái phác đồ mà mốc thời gian từ tái thông mạch vành đối với cả những máu cơ tim ST chênh lên từ lúc bệnh nhân tiếp cận với cả nhân viên y tế. Thế là chúng ta tưởng tượng cái ngày đẹp trời là gì ạ? Là khi mà gọi cấp cứu 115 đến, người ta ghi cái địa tâm đồ, người ta gửi trên Viber, Facebook hoặc có cái mạng gì đó, các bác sĩ chẩn đoán được cái ST chênh lên, người ta sẽ gửi thẳng đến phòng can thiệp. Và trên xe cấp cứu người ta cho cái gì ạ? Statin, aspirin, ticagrelor hoặc là clopidogrel để bệnh nhân được uống và sau đó làm can thiệp. Thì lúc đó chúng ta mới đảm bảo cái câu chuyện là gì ạ? Đến lúc làm can thiệp dưới 120 phút. Tuy nhiên là gì ạ? Người ta thấy là gì ạ? Là nếu như ở những bệnh nhân mà cái tổn thương mà diện rộng, ví dụ như là cơ tim nhồi máu cơ tim thành trước chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta cố gắng làm cái lúc mà từ lúc tiếp cận nhân viên y tế đến lúc mở thông mạch vành là dưới 60 phút. Như vậy nó mới thực sự là gì ạ? Là cải tiến được cái tiên lượng của người bệnh. Thì cái đấy là cái đích mà chúng ta cần phải phấn đấu. Và chính vì vậy cho người ta sinh ra cái món được gọi là, lúc nãy chúng ta đã nói đấy, là thúc đẩy phối hợp giữa tiêu sợi huyết với cả can thiệp để làm sao đảm bảo tới câu chuyện là nhồi máu cơ tim đến sớm và sau đó chúng ta làm để giải quyết cả hai. Tất cả những câu chuyện này là vì sao? Là bởi vì người ta thấy là rõ ràng chúng ta làm càng sớm thì cái tỷ lệ tử vong cũng như tỷ lệ suy tim lâu dài nó càng thấp, dù đấy là nhồi máu cơ tim ST chênh lên hay là không chênh lên. Và vì thế theo thời gian thì cái tỷ lệ, cái thời gian chúng ta làm can thiệp ngày càng sớm dần, cái đường này đường nhồi máu cơ tim ST chênh lên trước đây còn tính đến ngày, bây giờ là phút, ở châu Âu khoảng 50 phút. Cái này nó chỉ làm được khi nào? Khi có nhiều kết lép. Ví dụ như thành phố Tokyo nó có khoảng độ mười mấy triệu dân thì nó có khoảng 300 mấy kết lép, thì nó mới có thể làm được trong cái khoảng thời gian gì ạ? Mười mấy phút như này. Còn nếu mà ở chúng ta thì với cái tình trạng tắc đường như này thì đến bệnh viện cơ sở gần nhất tốn bén nữa, tiếng rưỡi rồi. Thì thành ra lúc đấy nó sẽ đi ra ngoài những cái ngưỡng chúng ta cần làm, rồi chúng ta cần phải toan tính cái câu chuyện là gì ạ? Là phối hợp giữa tiêu sợi huyết và cái chuyện làm can thiệp. Thì đấy là cái điểm thứ hai nói về vấn đề chỉ định. Điểm thứ ba nói về các cái kỹ thuật liên quan đến cái hội chứng vành cấp của nhồi máu cơ tim, thì bao gồm có tối ưu thuốc trước khi điều trị can thiệp cấp. Cho bệnh nhân lên bàn rồi lập tức phải có bàn kiểm tra là thuốc chống đông dùng như thế nào, kháng dị tập tiểu cầu có chưa, và nếu cái gánh nặng lúc mà chụp lên chúng ta nhìn thấy nặng nề quá thì chúng ta sẽ chuyển sang những thuốc kháng tiểu cầu mạnh hơn. Ví dụ tuyến dưới người ta cho clopidogrel rồi, lên trên bàn chúng ta có thể chuyển đổi sang gì ạ? Ticagrelor hoặc prasugrel để làm gì ạ? Để làm tăng cái và tối ưu hóa toàn bộ cái thuốc trước khi làm chúng ta làm can thiệp cấp. Thứ hai là gì ạ? Là dự báo và xác định được động mạch thủ phạm qua chụp động mạch vành chọn lọc. Cái này các bạn có khái niệm trong đầu thôi, còn đấy thực sự là một cái thách thức. 90% chúng ta biết đâu động mạch thủ phạm, nhưng 10% thì mãi không biết đâu là động mạch thủ phạm. Đánh giá mãi không ra. Đặc biệt là khi gì ạ? Nó tổn thương nhiều thân có bảng hệ hoặc là sau mổ bắt cầu nối thì chúng ta không biết đâu là động mạch thủ phạm. Cái chuyện đấy là có chứ không phải là không. Và vì thế nên là cái mục này cần phải đưa ra là làm thế nào để dự báo trên điện tử. Nhìn trên cái này chúng ta biết là tắc nhánh này bảng hệ từ đâu sang, nuôi bằng cái gì thì chúng ta biết. Rồi đánh giá tình trạng mức độ cần thiết hỗ trợ huyết động. Ví dụ bệnh nhân này trên bàn huyết áp là 120/70, bạn nghĩ là huyết động ổn định đúng không, nhưng khi các bạn thông cái mạch vành đấy ra nó sẽ gây ra một cái tổn thương tắc tim máu, huyết áp nó tụt chừng 30 điểm. Vậy nếu tụt chừng 30 điểm thì nhiêu? 90. Vậy nếu 90, bệnh nhân này có thể chịu đựng được, vậy chúng ta có thể cố gắng vượt qua bằng cái đấy. Còn nếu bây giờ huyết áp vào bệnh nhân là 100 thì sao ạ? Tụt xuống có khi còn 70, nó gây ra dòng chảy chậm hoặc thậm chí là ngừng tuần hoàn. Vậy chúng ta làm gì? Thuốc vận mạch IBP, ECMO. Như vậy là chúng ta cần phải ước lượng cái chuyện là mức độ cần thiết hỗ trợ huy động trên có hay không. Thì ngay từ cái lúc mà chúng ta tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, chúng ta đã phải tính đến câu chuyện đấy rồi. Và một trong những dấu hiệu để tiếp nhận để tiên lượng đấy là cái gì ạ? Là lactate. Cái thứ hai là nhịp tim. Nếu nhịp tim nhanh trên 100, rất là đơn giản, nhịp tim nhanh trên 100 đối với cả cái huyết áp dưới 100 thì đấy là những dấu hiệu bệnh nhân này có mức độ suy tim nặng. Và lúc đó khi chúng ta làm can thiệp, chúng ta phải tính toán cái khả năng chịu đựng của bệnh nhân này là thế nào. Thủ phạm là động mạch là nổi trội, nó chi phối một vùng rất là lớn cơ tim. Huyết áp mà có 100 điểm thì thôi, đặt IBP đi cho rồi. Bây giờ cái nhánh này bé tí,
huyết áp của 110, 120 thì mặc kệ chúng ta làm, nó có tắc nhanh đấy nó cũng chẳng làm sao cả, thì không cần hỗ trợ huyết động. Bởi vì khi chúng ta truyền cái thuốc vận mạch vào, chúng ta sẽ làm tăng cái nguy cơ gì ạ? À? Thiếu máu cơ tim, và có thể làm nặng hơn cái tình trạng rối loạn nhịp. Thế thành ra là chúng ta phải cân đối câu chuyện đấy. Thứ ba là đánh giá tình trạng gánh nặng huyết khối, giống như là người phân loại G0 đến G5 đấy, để quyết định chúng ta có thể dùng các cái dụng cụ huyết khối hay không. Rồi đánh giá cái mức độ hẹp tồn dư và dòng chảy sau khi làm can thiệp. Đặt xong rồi, mạch này rồi, mọi thứ ổn định rồi, còn nhánh bên cạnh nhân tiện làm luôn, đỡ tốn tiền. À, nhưng với điều kiện cái nhánh đầu tiên chúng ta phải làm tốt. Còn nhiều nhánh đầu tiên mà dòng chảy đang chậm mà chúng ta động này cái thứ hai thì sao ạ? À? Thì ăn đòn luôn. Thế thành ra là cái đấy là cái chúng ta cần phải tính toán, rồi đó chúng ta đánh giá mức độ hẹp tồn dư và mức độ dòng chảy như nào. Và sau đó chúng ta bắt đầu xử trí các biến chứng liên quan đến can thiệp. Liên quan đến can thiệp nói chung, ví dụ đặt một cái bóng, nong một cái stent, đặt cái stent xong thì chúng ta sẽ có hiện tượng gì? Nứt vỡ, lóc tách thủng vân vân. Nhưng mà bây giờ trong bối cảnh huyết khối nó bắn đi ra xa, thậm chí chúng ta đặt ở cái nhánh LAD, sau khi huyết khối xong nó lại rơi sang nhánh mũ, vậy nó tắc thêm cái nhánh sau dưới nữa. Vậy thì chúng ta phải hút cái chuyện đó. Vậy đó là xử lý các cái biến chứng liên quan đến câu chuyện can thiệp. Và cái can thiệp này có cái đặc thù là có huyết khối, tức là tắc mạch đoạn xa, và có thể là gì ạ? Là tắc mạch não. Bạn hiểu không ạ? Thế thành ra tại sao trong các khuyến cáo người ta lại không chỉ định hút huyết khối một cách thường quy, nếu như chúng ta không có kinh nghiệm và không có kỹ năng để chúng ta làm? Bởi vì chúng ta hút ra xong, hút trong mạch vành ra xong thì nó rơi trong động mạch chủ và nó tắc mạch não. Vì thế nên là không phải đơn giản mà để làm chuyện đó. Rồi sau đó chúng ta bắt đầu giải quyết các biến cố khác, ví dụ như là tổn thương tái tim máu, tụt áp, rối loạn nhịp, nó no reflow thì nó như thế nào, để chúng ta phải tính toán. Và cuối cùng đánh giá cái gánh nặng sơ vữa ở thiếu máu cơ tim để chúng ta có thể tiếp tục. Đấy là những cái kỹ thuật để mà chúng ta làm. Và khi mà chúng ta nói những cái món này thì bắt đầu là thuốc gì, liều bao nhiêu, dụng cụ như thế nào, cách hút ra sao, thì từng cái bước đấy chúng ta không đi sâu thì chúng ta không phải dân can thiệp. Một vài cái điểm còn bàn cãi mặt kỹ thuật, tức là thứ nhất là hút huyết khối có thường quy hay không. Tại vì hút thường quy là sao ạ? Nó phải có huyết khối mới hút chứ. À, đấy là một trường phái bảo là tôi cứ hút tất cả trường hợp đều hút hết, không ít thì nhiều nó đều có huyết khối, thì bệnh nhân rõ ràng là tỷ lệ suy tim lâu nay ít hơn. Nhưng mà trong thực hành lâm sàng, vì cái chuyện hút huyết khối nó có thể gây ra các biến cố khác nữa, chính vì vậy cho nên là người ta nói là gì ạ, chỉ nên hút huyết khối thường quy, không nên hút huyết khối một cách thường quy, mà khi nào gánh nặng huyết khối lớn chúng ta sẽ nên làm. Ở Việt Nam chúng ta thì chúng tôi cổ động cho việc hút huyết khối, lý do là vì thường bệnh nhân chúng ta đến muộn, gánh nặng huyết khối nó lớn. Thứ hai là nếu chúng ta hút sạch sẽ rồi thì cái việc đặt stent nó ít đi, thay vì chúng ta đặt 2-3 cái có thể chúng ta chỉ cần đặt cái thôi, chỉ đúng cái chỗ động mạch chủ phạm thôi. Cho nên là thực ra là chúng ta nên làm chuyện đó, và nhất là vì bác sĩ Việt Nam nói chung tay nghề kỹ thuật tốt thì cái hút huyết khối ít gây ra biến cố. Còn ở nước ngoài là dễ rơi huyết khối lắm, và nếu rơi thì sao? Tắc mạch não. Thứ hai là đặt hay không đặt stent. Đấy, chúng ta thấy là bệnh nhân trẻ đại đa số các trường hợp chỉ hẹp có 50-60%, tại sao phải đặt stent? Thì lúc đó chúng ta phải có các biện pháp chẩn đoán hình ảnh, ví dụ IVUS, OCT để xem là màng sơ vữa như thế nào, nó có rơi vào trường hợp loét hay không. Thì nếu mà chúng ta không nhìn thấy tổn thương thì có thể chúng ta sẽ không đặt stent. Hoặc là có rất nhiều trường hợp, chẳng hạn bệnh nhân dung nhĩ vào viện mà nhồi máu cơ tim cấp, chúng ta hút hết khối xong, mạch vành nó trơn tru thì chúng ta làm sao? Không đặt stent nữa. Thì cái đấy là cái chuyện mà quyết định là đặt hay không đặt stent này là nó phụ thuộc rất nhiều bệnh cảnh lâm sàng, các cái đánh giá kèm theo, chứ không phải là chúng ta cứ máy móc là cứ nhồi máu cơ tim là phải đặt stent. Tất nhiên chúng ta phải có lý luận để giải thích lý do vì sao. Thứ hai là vai trò của IVUS OCT và FFA là như thế nào? Có phải là 100% các trường hợp chúng ta đều nên làm IVUS OCT không? Hay là chúng ta làm FFA không? Rồi những sai số như nào? Thì đấy là những cái bàn rất là sâu về mặt kỹ thuật, và nó có những cái cách để nó vượt qua cái bẫy đấy. Rồi ngoài ra còn có cái vai trò của việc mà mổ bắc cầu nối trong bệnh cảnh nhồi máu cơ tim cấp. Trong nhồi máu cơ tim cấp thì người ta không có xu hướng chọn bắc cầu nối. Bởi vì sao? Vì làm can thiệp để làm nhanh hơn, tái thông mạch vành dễ dàng hơn, và cái nguy cơ ở cuộc mổ thấp hơn. Tuy nhiên nếu bây giờ tổn thương nhiều thân mạch vành thì sao? Thì đấy là những thứ chúng ta cần phải bàn cãi. Hiện nay ý, thì nó tùy thuộc vào rất nhiều cái tay nghề, các cái trung tâm khác nhau. Và với trung tâm của chúng ta hiện nay thì chúng ta vẫn ưu tiên là làm can thiệp trong nhồi máu cơ tim cấp. Tuy nhiên nó tùy từng chỗ khác nhau và tùy khả năng hồi sức. Những điểm khác liên quan đến bệnh học, ví dụ như là ở những bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao thì ta xử lý nhồi máu cơ tim cấp như thế nào? Đây là cả một chuyên đề chúng ta còn phải học tiếp. Rồi những cái nhồi máu cơ tim đến muộn có biến chứng, chẳng hạn có thùng vách tự do, có hở hai lá, chúng ta xử lý như thế nào? Rồi kèm theo sốc tim hay sau ngừng tuần hoàn? Sau ngừng tuần hoàn là 100% chụp hay là không? Đây là những câu hỏi chúng ta cần phải trả lời. Rồi nếu mà nhồi máu cơ tim liên quan lóc tắc động mạch vành tự nhiên hoặc là huyết khối trong thành của mạch vành thì như thế nào? Cái này nó giống như động mạch chủ, các bạn không nghe thế thôi, nhưng về mặt bệnh học là nó có. Rồi không liên quan đến sơ vữa, chẳng hạn nếu bây giờ viêm cái lỗ đấy, chẳng hạn bệnh nhân già, bệnh nhân trẻ ngạn lại có viêm lỗ mạch vành thì nó cũng gây một bệnh cảnh giống như máu cơ tim.
thế thì chúng ta có đặt stent không, và chúng ta làm gì với những bệnh nhân này? Rồi nếu như bây giờ bệnh nhân có kèm theo tai biến mạch não, kèm theo lóc tách tụ mạch vành chủ thì như thế nào? Và hoặc là trong những bệnh cảnh như là nhồi máu cơ tim type 2 thì chúng ta sẽ điều trị ra sao? Thì đấy là những cái thứ liên quan đến cái bệnh học. Thì thành ra là nó có rất là nhiều điểm. Ở đây chúng tôi chỉ đưa rất là nhanh về vấn đề là kỹ thuật. Thì đối với cả trường hợp mà nhiều huyết khối, chúng ta có rất nhiều các cái loại dụng cụ khác nhau, chẳng hạn tác động trực tiếp, có thể các thiết bị hút huyết khối hoặc là dùng thuốc. Thì hiện nay đây là các cái máy hút huyết khối, cái này áp dụng được cho cả cái câu chuyện mà hút huyết khối trong động mạch phổi. Nhưng ngoài ra đây các dụng cụ khác trong làm can thiệp, nó là một cái ống thôi, chúng ta hút bằng áp lực âm. Ví dụ đây là có hai cái nòng này để hút huyết khối, cái nòng này để dây dẫn đưa qua. Rồi các cái máy khác nhau mà trong đó nó có cái dòng chảy đấy, để nó tạo thành cái dòng xoáy để nó phá vỡ huyết khối. Thế thì nếu chúng ta làm, chúng ta sẽ thấy là nếu hút bằng tay chẳng hạn thì có thể không đẩy qua được tổn thương do gập cóc, do vôi. Rồi thậm chí nếu mà bệnh nhân đến muộn quá, cái huyết khối nó bám quá chắc, chúng ta không hút ra được. Vậy chúng ta phải nong ra để làm như thế nào? Thế thì cho đến thời điểm hiện tại thì về mặt data người ta thấy là nếu bệnh nhân đến muộn, gánh nặng huyết khối nó lớn, rõ ràng công dụng do hút huyết khối là có lợi. Và vì thế là nếu như ở bệnh nhân Việt Nam chúng ta nhìn thấy cục huyết khối thì chúng ta nên hút, cố gắng hút để nó đảm bảo dòng chảy tốt hơn, đỡ được cái suy tim sau này. Và đây là cái phác đồ chúng ta làm. Nếu mà xử trí huyết khối trong nhồi máu cơ tim cấp, đưa được guide qua, chúng ta nhìn thấy cái gì, có thể hút bằng tay nếu huyết khối nhỏ. Nếu huyết khối rất lớn thì có thể hút bằng ống thông, bằng các cái dụng cụ khác nhau, hoặc thậm chí chúng ta để nguyên đấy, truyền thuốc. Sau đó rồi chúng ta quay, đưa bệnh nhân quay trở lại chụp sau 1 đến 3 ngày. Tại sao không lâu hơn? Bởi vì khả năng là tắc 30% trong tuần đầu tiên. Vậy chúng ta cố gắng chờ đợi qua 3-4 ngày gì đấy để khi máu đông nó tiêu bớt đi và đưa bệnh nhân trở lại làm can thiệp. Đây là các cái chỉ định. Trước đây thì người ta khuyết hút 100%, sau này có rất nhiều thử nghiệm lâm sàng để rút bớt đi cái mức độ là. Tuy nhiên đây lưu ý, đây là hút huyết khối một cách thường quy. Thì người ta không khuyến cáo hút một cách thường quy, bởi vì có rất nhiều tình huống bệnh nhân đến sớm, bệnh nhân dùng thuốc tốt thì chúng ta sẽ không cần phải làm thường quy. Nhưng nếu có chúng ta sẽ phải làm. Đây là những cái thử nghiệm mà trong năm vừa qua thì nó làm thay đổi cái số phận của chúng ta. Đây là một trong thử nghiệm quan trọng nhất, gọi là COMPLETE. Là gì ạ? Đối với cả nhồi máu cơ tim ST chênh lên thì cái tái thông hoàn toàn các mạch vành nó sẽ có lợi cho người bệnh. Và vì thế thì gần đây cái xu hướng là chúng ta sẽ tái thông các mạch mà bị hẹp ở trong nhồi máu cơ tim cấp trong cùng một lần nhập viện. Có thể không phải là một thì, bởi vì lúc đó bệnh nhân đang rất là nặng, huyết động không ổn định, chống đông chưa được tối ưu. Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng làm thứ hai hoặc là hẹn bệnh nhân vào sớm để làm. Và chính vì thế đây là cái xu hướng để chúng ta giải quyết cái câu chuyện tái thông mạch vành trong cái trường hợp nhồi máu cơ tim ST chênh lên. Thế còn nhồi máu cơ tim ST không chênh thì sao? Thì những thử nghiệm cũng cho thấy là gì ạ? Là nếu chúng ta làm tái thông mạch vành một phần so với toàn bộ thì toàn bộ cũng có lợi. Tuy nhiên nếu như bệnh nhân có bệnh thận mạn tính, tuổi cao hoặc đái đường, chúng ta cần phải cảnh giác, bởi vì lúc đó có thể làm gia tăng các biến cố. Đối với cả sốc tim thì trước đây là gì ạ? Là người ta yêu là tái thông mở thông tất cả các mạch vành trong cùng một lúc. Nhưng bây giờ sau thử nghiệm Cambridge Shock cách đây độ 1 đến 2 năm, người ta thấy là gì ạ? Trong trường hợp sốc tim, chúng ta cố gắng thông một cái mạch đấy ra thôi, đừng thông nhiều quá. Thông nhiều quá nó sẽ làm tăng khả năng tử vong của người bệnh. Lý do là bởi vì trong cái câu chuyện về mặt sốc tim, nó không phải chỉ đơn thuần là vấn đề tắc mạch mà nó còn là gì ạ? Nó còn là câu chuyện là giảm tải thất trái. Chính vì thế nên là trong trường hợp là sốc tim hoặc là suy tim thì nó bên cạnh cái câu chuyện làm giảm tải thất, ví dụ chạy ECMO. Đấy, thì lúc đó nó mới đỡ đi được cái câu chuyện mà để chúng ta có thể cứu sống bệnh nhân trong trường hợp nhồi máu cơ tim ST chênh lên. Thứ hai là gì ạ? Là liên quan đến cái câu chuyện là trì hoãn hay là đặt stent ngay trong STEMI. Thì đây là một cái thử nghiệm rất là lớn cho thấy là gì ạ? Là nếu mà chúng ta có thể trì hoãn nếu cái nặng huyết khối rất lớn. Tuy nhiên về sau này thì cuối cùng là tính ra tỷ lệ biến cố nó cũng cao hơn đấy. Và vì thế cho nên là chúng ta sẽ cuối cùng là chúng ta cũng sẽ kết thúc bằng các cái bệnh cảnh tắc mạch bằng cái stent thôi. Nhưng cố gắng chúng ta là gì ạ? Là đảm bảo câu chuyện là tối ưu vấn đề huyết khối để cho bệnh nhân không bị tắc lại. Các thử nghiệm khác liên quan đến tiền thích nghi thì gần như không có kết quả. Thì đấy thành ra hiện nay đang bị dừng lại. Và vì thế đối với cả câu chuyện hội chứng bành cấp, chúng ta sẽ thấy ngay là những cái thứ mà chúng ta đã bàn phía trên nó là như thế nào. Đối với cả câu chuyện theo dõi sau biến can thiệp thì cần làm cái gì ạ? Thứ nhất, nó có các biến chứng chung liên quan đến can thiệp. Bất kỳ cái can thiệp mạch vành nào đều có biến chứng liên quan đến đường vào mạch máu, liên quan đến vị trí can thiệp mạch vành, liên quan đến toàn thân. Đấy là những thứ chúng ta cần phải theo dõi. Ví dụ tụt áp, tràn dịch màng tim, đau ngực, khó thở, sốc vân vân. Còn đối với cả bệnh cảnh nhồi máu cơ tim cấp thì chúng ta cần phải thêm một số thứ nữa. Ví dụ tổn thương tái tạo máu cấp. Đặc biệt là bệnh nhân càng đến sớm, cái này xảy ra càng nhiều. Nếu mà bệnh nhân đến sớm, chúng ta trong vòng 3 tiếng đến 6 tiếng thì gần như cứ lúc mà chúng ta sát trùng là bệnh nhân rung thắt. Nếu các bạn làm fellow ở các nước ngoài thấy hoàn toàn chuyện đấy. Bởi vì cái việc mà cấp cứu rất sớm chỉ cần một cái phản ứng nhanh thôi, người ta tăng nhịp tim khó chịu đau phát người đã rung thắt. Thì với điều kiện là gì ạ? Đến rất sớm. Còn nếu chúng ta đến muộn thì sao ạ? Thì qua mấy cái đoạn này rồi thì cơ tim nó không còn nhạy như thế nữa. Rồi lúc mà chúng ta mở thông mạch vành ra nó tù ráp hết hoặc là gây một cái rối loạn nhịp cách trầm trọng thì lúc đó tùy theo
cái tiên lượng của bệnh nhân, thì nên nhớ rằng bệnh nhân càng trẻ phản ứng càng mạnh mẽ, và lúc đấy chúng ta càng phải dự phòng một cách sẵn sàng. Vì thế nên là gì ạ? Là nếu bệnh nhân vào, nhiều khi chúng ta phải đặt sẵn đường truyền, cầm sẵn thuốc để cấp cứu trong cái câu chuyện hội chứng tái thiếu máu. Rồi với cái nặng huyết khối thì nếu tắc mạch thì nó có thể tắc mạch gì ạ? Tắc mạch một cái nhánh khác của động mạch vành, và nó cũng có thể tắc mạch toàn thân, đặc biệt là mạch não, rồi mạch thận. Vì thế nên là chúng ta cũng xem xét một chút xem là sau khi làm can thiệp xong các cái mạch khác như thế nào, nó có tắc chi mạch não, mạch thận hay không. Rồi cái gánh nặng huyết khối thì bên cạnh cái đó thì còn là cái gánh nặng của việc kháng huyết khối nữa. Bởi vì bệnh nhân đây chúng ta chưa biết như nào cả, vào viện vì nhồi máu cơ tim cấp, cứ tống một thuốc vào rồi bắt đầu làm can thiệp, bởi vì chúng ta phải chạy đua với thời gian, và rất có thể bệnh nhân đấy nó đang có nguy cơ chảy máu, và vì thế chúng ta xem ra chảy máu ở đâu. Chúng ta cũng không ít các bệnh nhân ở C1 đúng không ạ? Là gì ạ? Là thậm chí chảy máu sau phúc mạc, chảy máu các thứ khác chỉ vì mấy cái viên thuốc trúng độc. Thành ra là chúng ta theo dõi câu chuyện đấy, và vì thế nên là sau khi làm can thiệp bắt buộc phải làm một cái xét nghiệm máu để kiểm tra cái gì? Hemoglobin, chức năng thận, điện giải. Và hôm sau sáng hôm sau chúng làm một cái tương tự như vậy để kiểm tra bệnh nhân chảy máu hay không. Rồi đánh giá những cái nặng về suy tim và cái biến chứng khác, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà đến muộn. Khi bệnh nhân đến muộn rồi, cái gánh nặng suy tim nó nhiều rồi thì cái tỷ lệ dọa nhịp nó rất là nặng nề. Ngoài ra còn có những cái vai trò khác mà chúng ta còn đang chờ các bạn ngồi đây làm các đề tài nghiên cứu, đánh giá, ví dụ như đánh giá FFA ở trong can thiệp mạch vành cấp, các cái thăm dò khác như thế nào, sử dụng các thuốc kháng ngưng tập tiểu cầu mạnh làm sao, đối với cả cái câu chuyện nhồi máu cơ tim cấp, rồi can thiệp khi ngừng tim không kèm theo chênh lệch như thế nào, thì đấy là những cái mảng lớn, những câu hỏi vẫn còn đang ở đó, và đấy là cái phần mà chúng ta làm với cả cái chiến lược can thiệp các cái tổn thương và cũng huyết khối, có nghĩa là tổn thương trong cái nhồi máu cơ tim. Thế thì đấy là một vài cái chi tiết. Chúng ta sẽ đi sang cái phần thứ hai là với các cái tổn thương mà có được tổn thương vô hóa, thì nó cũng theo một cái dàn bài tương tự như vậy. Chúng ta đánh giá cái gì ạ? Tổn thương vô hóa là tổn thương rất dễ bỏ sót. Cái chúng ta nhìn thấy là gì? Nhìn thấy luôn một cái cục vôi lúc mà chúng ta chụp bằng phim, nhưng phần lớn là nó nằm ở đâu đó xung quanh. Và nếu mà chúng ta không xem xét và đánh giá kỹ, chúng ta chỉ dựa vào phim chụp, chúng ta nhìn thấy một vệt vôi, hai vệt vôi, chúng ta nghĩ là ổn nhưng không ổn một tí nào. Thứ hai là gì ạ? Nó tăng theo tuổi, theo độ phức tạp của tổn thương và theo các bệnh lý phối hợp. Một bệnh nhân nó càng nhiều bệnh lý phối hợp, ví dụ COPD, bệnh thận mãn tính, thì độ vôi nó càng nhiều. Thứ hai là gì ạ? Càng nhiều vôi thì tổn thương mạch vành càng phức tạp. Hay nó khác đi, nhìn thấy cứ tổn thương phức tạp, chia nhánh vân vân, thì chúng ta phải tưởng tượng trong đầu là à, đâu đó nó có vôi đó. Để mà chúng ta, nhưng vì cái này là đi kèm nó song hành. Để đánh giá chúng ta làm cái gì ạ? Chúng ta dựa vào phim chụp Angio hoặc là chúng ta làm các cái thăm dò. Và gần đây thì đối với cả người cao tuổi, chúng tôi khuyến cáo là chúng ta nên dùng IVUS hoặc OCT để đánh giá tổn thương vôi. Vì nếu không chúng ta sẽ bỏ sót, và nếu bỏ sót là sẽ có vấn đề. Vậy nếu nguy cơ của cái việc mà chúng ta bỏ sót thì như thế nào? Thì có hai dạng nguy cơ. Cái sớm là gì ạ? Là bệnh nhân khi mà chúng ta nâng nó lên, cái mảng vôi nó bị nứt ra. Bệnh nhân gây đau, đè ép, dòng chảy chậm, nứt vỡ mạch vành, stent nó không nở hết, rúm gió luôn. Thậm chí là có những trường hợp chúng tôi nhớ là gì ạ? Là bệnh nhân vào viện, chúng ta nong mấy chục quả bóng, vỡ hết, bóng vỡ nhưng mà tổn thương mạch vành nó không ra được. Vì sao ạ? Vì nó vôi. Và trên hình ảnh chụp mạch chúng ta nhìn trông nó như một cái bình thường, như một cái chấm thôi, tưởng là cái hẹp khít, nhưng mà hóa ra là cái vòng vôi gọi là khít ở bên trong. Về mặt lâu dài là gì ạ? Nếu có vôi như vậy thì cái stent nó không nở hết, và vì nó không nở hết cho nên sẽ bị tái hẹp. Và kết quả can thiệp thông tối ưu thì bệnh nhân sẽ phải tái can thiệp lại. Và đấy là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải tính đến. Thế chiến lược làm gì ạ? Chiến lược của câu chuyện này là nếu đây là động mạch mà bên trong một cái bệnh nhân mà ổn định thì có lẽ là chúng ta có thể lờ đi, chúng ta đừng động đến nó, vì nó càng vôi thì khả năng nứt vỡ nó lại càng giảm. Vôi chính là một cái dạng ổn định của cái mạch vành. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta đã cố ý định làm can thiệp rồi thì lúc đó chúng ta cần phải làm một cái việc được gọi là gây nứt vỡ có kiểm soát. Vì bình thường là giống như chúng ta xé. Nếu bây giờ cái mạch vành ấy, nó là một cái vết xé, mà nếu mà chúng ta xé tự do thì nó sẽ rách vào tất cả rất nhiều cái vị trí khác nhau, giống như xé một tờ giấy. Thế bây giờ nếu chúng ta muốn xé một tờ giấy mà gọi là để cho nó vuông vắn hoặc là ra hình thù, chúng ta làm gì ạ? Chúng ta gấp nếp nó lại. Như vậy là chúng ta kiểm soát cái đường rách một cách có định hướng. Vậy tương tự như vậy với các cái tổn thương mà có vôi hóa thì chúng ta cần phải làm một cái việc nó gọi là gây nứt vỡ có kiểm soát. Ví dụ bằng cái khoan, bằng các cái dao cắt khác nhau để cho định vị được là cái chỗ này chúng ta cần phải cắt, và như vậy nó chỉ nứt đúng vào cái vị trí chúng ta mong muốn thôi, và nhờ vậy nó không xảy ra biến cố. Các kỹ thuật khác nhau là gì ạ? Là chúng ta có thể dùng các loại bóng, hoặc là các loại khoan, hoặc là các cái phá, ví dụ như là dùng siêu âm để chúng ta làm nứt vỡ cái mảng sơ vữa. Thì đây là các cái cách đánh giá khác nhau. Ví dụ chúng ta chụp lên, đây là hình ảnh Angio, chúng ta có nhìn thấy gì không? Chả nhìn thấy cái gì cả. Và đây là thực tế, chúng ta nhìn xong chúng ta chả nhìn thấy cái gì cả, chỉ nhìn thấy một vài chấm vôi. Nếu nhìn thấy chấm vôi có nghĩa là gì? Vôi rất nặng rồi. Còn nếu không nhìn thấy chấm vôi có nghĩa là gì? Là chúng ta không biết.
Vậy làm thế nào để biết là bệnh nhân này có vôi? Dựa vào tuổi, các bệnh lý kèm theo, hoặc là chúng ta đánh giá bằng cái siêu âm hoặc là OCT. Đây là hình ảnh siêu âm trong lòng mạch. Chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Đối với cả siêu âm trong lòng mạch thì cái vôi này nó làm cái bóng cản phía sau, nó không thể đi qua đây. Và vì thế nếu chúng ta nhìn thấy một cái vệt trắng xóa này kèm theo bóng cản thì đây chính là gì ạ? Đây là vôi. Và dựa trên có đó thì chúng ta thể dựa được hình ảnh siêu âm trong lòng mạch, chúng ta biết được là à, cái này là vôi này là nó chiếm một cái vòng cung là bao nhiêu, gọi là cái cung nó chiếm bao nhiêu. Nếu cái cung này mà trên 270 độ thì có nghĩa là cái này được coi là vôi toàn bộ, và vì thế cái stent nó không nở ra được. Và lúc đó chúng ta buộc phải dùng cái dụng cụ gì đấy để phá vỡ cái chuyện nó ra, ví dụ là khoan. Còn nếu mà cái vòng này nó bé thôi thì chúng ta hy vọng là à, nếu bây giờ chúng ta mở bung nó ra, cái stent nó sẽ lấn vào một chỗ và như vậy chúng ta khơi thông được lòng mạch. OCT thì sao? OCT thì nó có đặc điểm là nó đi qua cái cục vôi, mà như vậy nó không những đo được cái độ rộng của mảng vôi, đây là độ rộng của mảng vôi, và chúng ta còn biết được là cái cung này rộng bao nhiêu, tổn thương như thế nào, và trên đó chúng ta có thể phân loại được cái mảng vôi như thế nào. Vậy thì đây là các cái kỹ thuật đánh giá khác nhau mức độ vôi trên mạch vành. Chúng ta nhìn thấy là angio, IVUS và OCT. Đây là cái thang điểm được gọi là tiêu chuẩn để chúng ta lượng giá cái mức độ vôi hóa trong lòng mạch vành. Dựa trên cái gì ạ? Chúng ta dựa xem cái ở đây nó có các cái điểm đây. Thứ nhất là cái cung bị vôi là bao nhiêu. Chẳng hạn chúng ta nhìn thấy đây, một mấy hai phần cung ở đây thì cộng dồn lại với nhau, chia cho 360 độ, chúng ta biết được nếu phần này là dưới 180 độ là 0 điểm, trên 180 độ là 2 điểm. Như vậy chúng ta biết là cái cung vôi đấy là bao nhiêu. Thứ hai, cái này chỉ đo được OCT trên OCT thôi. Và như vậy chúng ta biết được là chẳng hạn trên 0,5mm thì được 1 điểm, dưới là 0 điểm. Và cái thứ ba là cái độ dài của cái mảng vôi này là bao nhiêu. Nếu cái mảng vôi này nó dài trên thành mạch thì điểm nó sẽ cao, chúng ta sẽ có 4. Và nếu mà trên này thì đấy là dấu hiệu dự báo là cái stent này nó không nở, stent vào nó không nở. Và lúc đó bắt buộc chúng ta phải gì ạ? Phải tìm mọi cách để phá vỡ cái mảng sơ vữa đấy ra. Vậy thì đây là cái cách mà chúng ta lượng giá cái mức độ vôi ở trên lòng mạch vành. Và trên cơ sở đấy chúng ta mới có thể đánh giá được chúng ta làm gì. Đây là cái bảng sơ đồ cho chúng ta nhìn thấy mức độ vôi càng nhiều tỷ lệ biến cố sẽ càng tăng, liên quan đến cái câu chuyện là nhồi máu cơ tim cấp, tái thông mạch vành, biến cố cấp tính. Đây là những cái hình ảnh khác để cho chúng ta thấy là gì ạ? Là chúng ta dựa trên cái cung này cũng giống như là dựa trên cái cung lớn hoặc là độ dày của mảng vôi, đặc biệt trên OCT, chúng ta phải dự báo được biết là cái mảng vôi này có thể bị nứt ra được khi mà chúng ta nong bằng bóng hay không. Nếu cái mảng vôi này nó không nứt ra được khi nong bằng bóng thì nó sẽ nứt vào, nó nứt vào những chỗ lành, và như vậy nó sẽ làm dissect, nó rộng cả cái mạch vành ấy ra. Và vì thế nên là nếu chúng ta làm thăm dò trước, chúng ta thấy cái cung này nó rộng quá, mức độ dày quá, thì chúng ta đừng nong bóng mà chúng ta dùng cái gì? Chúng ta dùng luôn các cái khoan phá để chúng ta giải quyết câu chuyện đó. Đây là các một loạt các biện pháp khác nhau: bóng áp lực cao, rồi bóng mà nó có cái định hướng, rồi cái bóng mà gồm có các cái dao kim cương nó cắt. Thế ví dụ đây là bóng định hướng, nó có hẳn các cái lưỡi cắt ở đây, và khi nó mở ra thì nó sẽ tạo thành các cái góc cắt, và với cái góc như vậy nó định vị là cái mảng vôi nó chỉ bị nứt theo các vị trí nhất định thôi, và như vậy chúng ta có thể kiểm soát được. Hoặc là chúng ta dùng cái khoan bằng kim cương và rota đó để mà thông qua chuyện đó, hoặc là bằng laser, hoặc là gần đây thì nó dùng cái sóng có tần số cao rung, và lúc đó nó làm nứt vỡ các mảng vôi. Đấy thì đây là cái biện pháp cuối cùng hiện tại thì chúng ta có thể sử dụng các loại tương tự như vậy. Đây là một cái bóng mà thay vì cái câu chuyện ở đây các bạn nhìn thấy là chúng ta gắn các cái dây dẫn và như vậy nó định hình các cái khối vỡ, và nếu chúng ta có các đường nứt ngay thì khi bóng tăng lên nó sẽ nứt, nó sẽ vỡ theo các cái đường mà chúng ta định vị. Nhờ vậy chúng ta làm giới hạn cái vị trí bị dissect, và nhờ vậy chúng ta có thể đưa được các thiết bị vào. Đây là một cái dạng bóng khác chúng ta nhìn thấy đây ạ. Khi quả bóng nó gập lại thì nó như thế này, và khi nó nở ra thì nó tạo thành các cái hình khối ở đây, và khi hình khối này nó sẽ giúp, đây là các hình khối đây bằng chất liệu nhựa hoặc là cứng, để nó làm nứt vỡ cái mảng sơ vữa một cách có định vị, và như vậy chúng ta mới không, cái mảng sơ vữa nó mới thông ra được. Hoặc là chúng ta sử dụng laser để chúng ta đốt, và nhờ vậy mà bệnh nhân mà chúng ta giải quyết được các cái mô và cứng như thế. Thì đây là các cái biện pháp khác nhau để giải quyết cái tổn thương bị vôi. Thì khi bị vôi chúng ta xem mức độ là từ nhẹ vừa đến nặng. Nếu nặng chúng ta dùng các cái khoan phá, ví dụ rota ablator. Nếu nhẹ thôi chúng ta dùng các bóng áp lực cao. Nếu vừa vừa chúng ta có thể dùng cả hai. Và để đánh giá chuyện này chúng ta làm cái gì? Chúng ta dựa vào IVUS hoặc OCT. Dựa vào phim chụp mạch thì có được hay không? Thì một cái gợi ý là gì ạ? Nếu chúng ta nhìn thấy vôi ở hai bờ khi chúng ta chụp mạch thì đấy là vừa và nặng. Nếu chúng ta nhìn thấy một bờ thì chúng ta không biết, có thể là vừa, có thể là nhẹ. Đấy thì đấy là cái mà chúng ta dựa ở trên phim chụp mạch để chúng ta có thể gợi ý ra được.
Bên cạnh cái câu chuyện chúng ta sử dụng các cái dụng cụ khác nhau thì chúng ta còn phải sử dụng các cái biện pháp để chúng ta có thể đẩy được cái stand qua nữa. Và đây là các cái mẹo để chúng ta giúp cho chúng ta có thể trượt các cái thiết bị đi qua cái tổn thương mà bị vôi. Đấy là những thứ mà chúng ta làm. Và đối với cả các tổn thương vôi hóa, chúng ta theo dõi cái gì? Theo dõi giống như biến chứng can thiệp, và đặc biệt là theo dõi các biến chứng liên quan tổn thương vôi hóa, ví dụ như là kẹt, như đứt gãy, rơi thiết bị làm can thiệp. Cái này thì gặp khá là nhiều chứ không phải là không. Nếu chúng ta cố, vì cái trò là bác sĩ làm can thiệp thì rất hay là cố, chúng ta phải thành công, làm này không thành công thì chúng ta mất uy tín nọ kia thế này thế khác, và chúng ta tìm mọi cách để làm, và cuối cùng là gì ạ? Là kẹt, là đứt gãy, là rơi thiết bị. Đối với cả các tổn thương vôi hóa, nhưng thành ra đứng trước những cái chuyện đó chúng ta phải nghĩ là nếu bước 1 chúng ta làm thành công thì như thế nào, nếu bước 1 chúng ta thất bại thì cái phương án tiếp theo là cái gì, nếu có biến chứng thì phải xử lý ra sao, thì đấy mới là cái cách tiếp cận với các tổn thương vôi hóa. Ngoài ra là gì ạ? Là nhiều khi chúng ta có rất nhiều trường hợp chúng ta nong ra rồi nhưng cái bóng áp lực cao nó không nở ra được, và như vậy nếu chúng ta stent thì chắc chắn stent nó sẽ biến dạng, và nếu biến dạng thì coi như là sẽ bị tắc. Và vì thế rất nhiều trường hợp vôi hóa xong chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ làm đặt can thiệp là gọi là nong ra đặt được stent, nhưng cuối cùng chúng ta dừng lại nong mất mấy chục quả bóng vào, tổn thương nó vẫn thế và cuối cùng phải dừng lại không dám đặt stent. Thế thành ra là đứng trước các tổn thương vôi chúng ta cần phải tính toán và có một chiến lược cụ thể là nên làm như nào. Thì đấy là một vài cái đại cương liên quan đến cái tổn thương vôi hóa mạch vành, và giới thiệu với các bạn một cách rất là nhanh cái gì mà chúng tôi đang làm ở trong phòng cái lab. Tiếp theo là cái vấn đề các cái tổn thương của chỗ chia đôi. Thì với cái dàn bài tương tự như vậy, tổn thương chỗ chia nhánh là tổn thương thường xuyên gặp ở tất cả các vị trí, vô cùng đa dạng, rất khó tiên lượng. Đấy, thì đấy là cái đặc thù chung các tổn thương chia nhánh là như vậy. Bạn bảo cái nhánh này bình thường, đặt xong cái bệnh nhân mất nhánh về có khi đau ngực cả tuần, cả tháng, kêu rầm rĩ. Đấy, cái nhánh này bạn bảo là ôi giời cái này to lắm, mình phải bảo vệ vân vân, có khi làm nó chả có hiệu quả, không làm thay đổi được tiên lượng như vậy. Thành ra là cái đây là một cái khá là khó tiên lượng. Thứ hai là khi mà đánh giá tổn thương chia nhánh thì bao giờ nó cũng chia làm nhánh chính và nhánh phụ, thì việc quan trọng nhất là đâu là nhánh phụ, đúng không ạ? Cái tổn thương chỗ thân trung giữa cái LID và động mạch mũ chẳng hạn, thì đâu là nhánh phụ, trường hợp nào thì LID là nhánh chính, trường hợp nào mũ là nhánh chính, thì chúng ta phải có cái căn cứ để dựa ở đó. Thì việc đầu tiên là nhánh nào là nhánh chính, nhánh mà được gọi là không chính thì có quan trọng hay không. Chẳng hạn nếu như cái nhánh phụ này nó là cấp một cái bảng hệ cho một cái nhánh bị tắc ở bên phải chẳng hạn, thì nếu chúng ta làm mất cái này thì bệnh nhân nhồi máu cơ tim luôn cả bên phải thì không ổn. Thành ra lúc đó tự nhiên là phụ lại trở thành chính. Và vì vậy nên là chúng ta cần phải đánh giá là nhánh này có quan trọng hay không. Thứ hai là gì ạ? Là tổn thương chỗ chia này có được gọi là phức tạp hay không. Tí nữa sẽ có cái bảng thế nào được gọi là phức tạp. Nếu mà phức tạp chúng ta phải tiếp cận kiểu khác, nếu mà nó được cận kiểu khác. Nguy cơ khi mà chúng ta làm can thiệp cho các tổn thương mà chỗ chia nhánh như thế nào? Mất nhánh B hoặc là tái hẹp nhánh B, thì đấy là cái nguy cơ cơ bản. Và vì thế chúng ta cần phải tính toán để xem là nếu mất thì thế nào, nếu tái hẹp thì như thế nào, và chúng ta có giải pháp gì. Về mặt chiến lược, một khi đã chia là cái gì là phụ, cái gì là chính rồi, thì đương nhiên là gì ạ? Ưu tiên cái chính, lờ qua cái phụ. Vậy quan trọng nhất là tối ưu kết quả can thiệp ở nhánh chính và duy trì dòng chảy chỉ cần đủ thôi ở nhánh B. Cái đấy không phải là cái chính, chúng ta lờ nó đi. Kỹ thuật đặt là như nào? Nếu mà đã là như thế này thì nếu nhánh chính là quan trọng, nguy cơ thấp, đặt một stent vượt qua xong chấm hết. Còn nếu cái này nguy cơ cao, nhánh B rất quan trọng, chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện đặt hai stent, và lúc đó chúng ta quyết định điều trị dựa trên hình ảnh học hoặc là đo đạc. Thì tại sao lại có những câu chuyện như thế này? Thì đây là những cái hình ảnh để cho chúng ta nhìn thấy. Đây là cái tổn thương cơ bản được gọi là chia nhánh. Thì người ta thế nào được gọi là một chia nhánh thực sự, hay một gọi là nhánh bên quan trọng thực sự, thì cái nhánh bên phải có kích thước đủ lớn. Thế nào là đủ lớn? Trên 2.5mm, diện tưới máu lớn, quan trọng, đặc biệt là khi cung cấp bảng hệ và tổn thương nó lan tỏa, thì nó đây là một tổn thương chia thực sự, và nó dựa trên cái việc là tổn thương ở đây là đoạn gần, đây là đoạn xa, đây là nhánh chính, đây là nhánh phụ. Người ta gọi các tổn thương này được gọi là Medina, chia rất đơn giản, Medina 111, Medina 110, ví dụ 111 có nghĩa là tổn thương cả đoạn gần, cả nhánh chính, cả nhánh phụ, đúng không ạ? 010 có nghĩa là gì ạ? Đoạn gần không sao, đoạn chính bị, nhánh phụ không sao. Đấy, thì đấy là cái cách thức chia này. Và khi mà chúng ta chia như thế này, chúng ta sẽ thấy chỉ có 3 cái dạng mà viền đỏ được gọi là thực sự là quan trọng, còn những dạng khác thì không quá quan trọng lắm. Lúc nào cần phải bảo vệ nhánh bên? Khi đường kính em bên lớn. Còn nếu mà đường kính em bên mà nhỏ dưới 1.5mm, lo đi, chả cần phải làm, đơn giản. Chứ còn tập trung vào để giải quyết cái đó, chắc chắn cái stent nó sẽ bị tắc. Thứ hai, diện từ máu bé. Thứ ba là hẹp khư trú ở lỗ ba nhánh bên, chúng ta cũng không làm. Đấy,
Thứ hai là gì ạ? Là thế nào được gọi là một cái tổn thương phức tạp thì nó có tiêu chuẩn. Nó được gọi là gì ạ? Là nếu vôi hóa mức độ mạnh, nhiều tổn thương, có huyết khối, góc chia bị hẹp, mạch chính nhỏ hoặc là hẹp kéo dài thì đây được gọi là phức tạp. Và khi phức tạp như này, chúng ta cần phải tính toán rất là kỹ là lúc chúng ta làm thì cái nhánh bên nó bị mất hay không. Thì để mà can thiệp tốt thì thực ra là chúng ta sẽ phải tính toán cái này rất là nhiều. Nó đòi hỏi cả kinh nghiệm cũng như là cái chiến lược để làm. Thế đây là một cái bảng giúp chúng ta biết là à, đây là một tổn thương phức tạp, nhánh bên quan trọng. Sau đó chúng ta bắt đầu nhìn là phẫu thuật viên hoặc là người làm can thiệp đã làm gì với cả các chuyện đó. Thế thì nếu mà chúng ta so sánh chiến lược 1 cả 2 stent, chúng ta thấy là kết quả nói chung là khá là gần nhau nếu chúng ta sử dụng các loại stent tốt nhất hoặc là chúng ta tối ưu. Thành ra là cuối cùng cái vấn đề thực sự với can thiệp nhánh bên là gì ạ? Là quan trọng là nhánh bên này như thế nào, nó tưới máu bao nhiêu, nó có triệu chứng hay không và đáp ứng điều trị nội khoa như thế nào. Một cách tiếp cận khác là gì ạ? Là chúng ta xem xét các cái vị trí nó hay bị tái hẹp. Chúng ta thấy cái gì ạ? Đây là những cái vị trí mà sau khi chúng ta đạp can thiệp một nhánh hoặc hai stent, chúng ta đều thấy là gì ạ? Tập trung tái hẹp chủ yếu vào gì? Vào miệng, lỗ vào của nhánh bên. Thành ra nếu mà thương ở lỗ vào nhánh bên, nếu lỗ vào mà của nhánh bên mà tốt thì thậm chí chúng ta không cần đặt stent, nó chẳng làm sao cả. Còn nếu đặt stent vào, kiểu gì nó cũng bị hẹp. Thành ra là chúng ta dựa vào cái phác đồ này chúng ta biết. Thứ hai là gì ạ? Là ở miệng của cái stent này hay rất hay bị tái hẹp. Vì sao? Bởi vì cái này chúng ta đặt stent từ nhánh chính qua nhánh bên và vì nó bị chênh lệch về mặt kích thước, cho nên cái đầu stent nó không nở ra hết. Vì thế nên hay bị tái hẹp ở đây. Đấy, thì đây là những cái chi tiết mà một bác sĩ làm can thiệp sẽ nhìn vào cái bảng này, người ta biết là chúng ta cần phải làm cái gì để hạn chế được các vị trí hẹp tắc đó. Và chính vì thế nên là về mặt kỹ thuật, bao nhiêu cái kỹ thuật để đặt stent, có hai chiến lược. Chiến lược thứ nhất là một stent, chiến lược thứ hai là hai stent. Chúng tôi sẽ giải thích với cả các bạn trên cái hình sơ đồ như sau. Đây là cái chiến lược đặt một stent được gọi là provisional stent. Nghĩa là thế nào? Đặt một guide wire vào nhánh chính, đặt một guide vào nhánh phụ, nong bóng, đặt cái stent vào nhánh chính, nong bóng cái này ra trước để cho cái phần ở đây nó áp sát vào lỗ bên này. Sau khi áp sát bên xong, chúng ta lái lại cái guide wire, nong nó ra. Động tác này được gọi là kissing balloon, tức là chúng ta mở rộng cái lỗ mắt bên. Và đây là hình ảnh kết thúc cuối cùng. Như vậy là gì ạ? Đây là một cái tổn thương mà chúng ta che phủ đoạn gần, che phủ được cái nhánh chính và cái nhánh bên chúng ta để lại, chúng ta che phủ một phần của lỗ. Chúng ta mở cái lỗ này ra qua cái mắt bên stent và làm cho tưới thông được đi qua tốt nhất. Thì đây là cái giải pháp đơn giản nhất, áp dụng gần như là có thể cho mọi nhánh bên. Với điều kiện là nhánh bên này làm sao? Lỗ vào tốt, đoạn này nó không bị tổn thương, không quá quan trọng. Giả dụ như mất cũng không làm sao. Thì để làm như việc đấy thì chúng ta làm gì ạ? Chúng ta giữ nhánh bên bằng cái dây dẫn, để cái dây dẫn vào đấy thôi. Thế là chúng ta nó không làm bị biến dạng cái câu chuyện đó, thì lúc đó chúng ta có thể tưới thông ra được. Gần đây khác thì nó có một kỹ thuật khác được gọi là kỹ thuật giữ nhánh bên bằng cái bóng nhỏ. Tức là đây chẳng hạn đây là tổn thương chỗ chia đôi rất là rõ, đây là nhánh chính, đây là nhánh phụ. Nhánh này khá quan trọng vì nó lớn, đường kính loanh quanh các khoảng 20 mét gì đấy. Nhưng mà tôi không muốn đặt stent bởi vì cái góc này nó quá gập, cho nên nếu mà đặt stent ở đây thì khả năng cao là stent này sẽ bị hẹp lại. Vì thế chúng tôi mới luồn một quả bóng vào trong lòng cái nhánh nhỏ đây. Chúng ta luồn một cái stent vào nhánh chính, chúng ta nong lên cả hai. Thì bình thường chúng ta rất là sợ động tác này, bởi vì khi ở đây là cái stent nó sẽ kẹp cái quả bóng lại. Nhưng mà nếu quả bóng tốt bây giờ, thế bây giờ hoàn toàn thể rút ra được cách dễ dàng. Và sau khi mà rút ra nong lại thì ở đây làm gì ạ? Chúng ta đã đặt một cái stent qua nhánh chính, dùng cái bóng nhỏ ở bên để mở mắt bên ra, và như vậy nó sẽ giữ được nhánh bên tốt hơn. Thì đấy là cái cách để chúng ta giữ cái nhánh bên bằng quả bóng nhỏ. Kỹ thuật thứ hai được gọi là kỹ thuật hai stent. Hai stent nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta đặt cả nhánh chính cả nhánh phụ. Và cái kỹ thuật đầu tiên được gọi là kỹ thuật culotte, tức là quần đùi đấy ạ. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là chúng ta luồn hai dây vào đây, một dây vào nhánh chính, một dây vào nhánh phụ, đặt stent vào nhánh chính, nong nó ra, mở lỗ bình thường. Sau khi đã mở lỗ bình thường rồi, đặt thêm cái stent nữa vào đây, vào cái nhánh phụ như này, nong nó ra. Sau đó chúng ta lại, ở vì cái phần này mắt stent nó bị vượt qua cái nhánh chính, lại lái lại gai oai, đặt thêm hai quả bóng vào đây, kissing trở lại, và đây là hình dạng cuối cùng. Như vậy là gì ạ? Là hai stent này chúng ta đã chồng nhau một cái phần ở phía phần gần và có hai cái nhánh phía xa. Cái này giống hệt cái hình quần đùi, nên được gọi là kỹ thuật culotte. Cái này nhược điểm là gì ạ? Nhược điểm là cái phần ở đây nó có hai lớp stent và vì vậy nó rất là dễ bị tái hẹp ở đây. Và chính thế chúng ta có một kỹ thuật gọi là kỹ thuật modify technique, tức là chúng ta modify này đi bằng cách cho cái phần chồng nhau nó ngắn thôi, ít thôi, chỉ treo một vài mắt stent thôi, và nhờ vậy cái phần chồng nhau nó thấp và như vậy chúng ta có thể làm culotte. Cái này ưu điểm là gì? Ưu điểm là nó che phủ được cái lỗ của mắt bên và nhờ vậy cái lỗ của mắt bên nó không bị tái hẹp, giống như cái sơ đồ mà chúng ta nhìn thấy các vị trí tái hẹp.
Kỹ thuật thứ hai được gọi là kỹ thuật crash. Thì thế nào được gọi là crash? Crash có nghĩa là một cái phần bị đánh bẹp. Thì đây là cái kỹ thuật mà chúng ta làm. Ví dụ đây là cái nhánh chính, đây là nhánh phụ. Chúng ta đặt cái nhánh, một cái stand vào trong lòng cái nhánh phụ. Cái này nó phải nhô vào bên trong. Vì sao phải nhô vào trong nhánh chính? Bởi vì như vậy nó mới che phủ được hết cái phần lỗ. Còn nếu nó chỉ chạm xuống đến đây thôi, thì các bạn đối chiếu ra đây, thì toàn bộ cái phần này nó sẽ không được che phủ, mà nó sẽ bị tái hẹp, đúng không ạ? Do vậy người ta đặt cái stand đầy đủ nhô vào bên trong, dùng quả bóng nong ra, thì cái động tác nong này được gọi là crush, tức là ép nó vào, cho cái phần này nó dẹt xuống. Sau đó chúng ta đặt cái stand vào đây. Và như vậy ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là gì? Một cái stand to ở đây, một cái stand bị dẹt chỗ này, và cái chỗ này thì thành ba lớp stand. Và vì thế chúng ta lái gai quay lại, nong trở lại, và chúng ta có hình ảnh crush. Đây được gọi là kỹ thuật crush. Thì kỹ thuật DK crush rồi reverse crush thì nó cũng dựa vào cái nguyên tắc như vậy, để chúng ta hiểu rằng là gì? Khi crush thì nó sẽ có một cái lớp stand nó bị dẹt lại. Và nếu dẹt lại có nghĩa là gì? Tăng nguy cơ tái hẹp, tăng nguy cơ huyết khối. Vậy nếu bây giờ các bạn nhận một cái ca mà sau khi làm can thiệp về chúng tôi đề là cái này làm bifurcation LAD diagonal kỹ thuật crush, thì các bạn trong đầu là gì? Có thể là cái phần này nếu chúng ta nong không tốt, nó sẽ bị tái hẹp ở đây, nó sẽ bị huyết khối ngay chỗ này. Đấy, ví dụ đấy là cái câu chuyện mà để chúng ta biết đường và dự báo như nào. Thế giờ lựa chọn kỹ thuật là như nào? Thì đây là cái chiến lược lựa chọn tùy theo tổn thương chia nhánh. Chúng ta dự phòng nhánh bên, đặt vào nhánh chính giữ vân vân, rồi chúng ta đổi. Hoặc là trong trường hợp thực tế, nếu đây là kỹ thuật một stent, đáng lẽ dừng lại ở đây, mà cái nhánh bên này lại có vấn đề, thì lập tức chúng ta lái lại gai oai, nong lại bóng, đặt lại stent. Thì cái này là chiến lược là đổi từ một stent thành hai stent. Lúc đấy nó tùy thuộc vào việc là nhánh bên có vấn đề gì hay không. Hết sức linh hoạt. Đấy. Thì tương tự như vậy, nó còn có những cái kỹ thuật khác mà ở đây nó chúng ta dùng các từ kilot như chúng ta vừa nói. Crush hay là T-stand thì nó cũng tương tự kiểu như vậy. Vì T-stand là gì ạ? Là để khi mà cái đầu này nó chạm vào bên trong, nhưng mà nó cũng bản chất nó cũng gần giống với cả crush, cho nên chúng ta trình bày chung. Rồi chúng ta có các loại stand mà riêng biệt cho cái tổn thương cho chỗ chia nhánh, thì cũng đã có như một số bác sĩ chúng ta làm đề tài nghiên cứu đấy ạ. Thì vì sao lại phải có cái hiện tượng như này? Là bởi vì nó sinh ra các cái loại stand để nó phủ cái mắt bên, vì cái chỗ đấy là hay bị tái hẹp nhất. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay, trên thời điểm hiện tại, nó có khá nhiều vấn đề. Và vì vậy người ta dừng lại, người ta chỉ tập trung vào các kỹ thuật cổ điển, ví dụ như là kilot hoặc là crush mà thôi. Đây là các cái mẹo để làm giảm tái hẹp khi mà chúng ta nong một hoặc hai chia chỗ. Chúng tôi giới thiệu cho các bạn để các bạn hiểu là các bác sĩ làm can thiệp người ta đều nghĩ ra cách khác nhau, và mỗi người sẽ có cái tip and pitfall của mình ấy, để mà có thể vượt qua được các cái cạm bẫy như này, làm một cái gì đấy. Và vì thế nên là không có một cái kỹ thuật làm bifurcation nào là thực sự tốt, mà quan trọng là bác sĩ làm can thiệp có quen hay không. Ví dụ cá nhân tôi làm modify kilot thường xuyên, bởi vì đối với tôi cái kỹ thuật đấy tôi làm quen thuộc nhất, bảo vệ được các nhánh nhiều nhất và nó tái hẹp lỗ bên ít nhất. Tuy nhiên đấy là tôi, còn những người khác thì có thể sẽ là mini crush hoặc là T-tap gì đấy. Thì để làm cái chuyện đó người ta cần phải tính đến cái gì ạ? Cần phải tính được là xem cái mắt của stent nó có nở đủ ra hay không. Và vì thế các bạn, giống như bài của thầy Đạt nói với các bạn ấy, các bạn phải tính xem stent này là mắt mở hay mắt đóng, kích thước này là thế nào, tối đa là bao nhiêu để mà có thể làm được chuyện đó. Rồi chúng ta bắt đầu là gì ạ? Lái gai quay như nào? Ví dụ đây là một cái điển hình. Nếu chúng ta lái gai quay lại vào cái nhánh bên mà qua cái mắt sát ở đây, thì lúc nong ra nó chỉ che phủ được một tí phần ở đây thôi, và cái phần này nó sẽ bị trống. Ngược lại nếu chúng ta lái được cái gai quay qua cái phía xa, cái mắt xa ở nhánh bên, thì chúng ta che phủ được cái mắt bên tốt hơn, và nhờ vậy chúng ta stand tốt hơn. Làm thế nào để làm được câu chuyện này? Lúc đó chúng ta hoặc là overt ICT để chúng ta hướng dẫn, hoặc là chúng ta có kinh nghiệm để làm câu chuyện đấy. Rồi hoặc là một cái trường hợp khác, đây được gọi là gì ạ? Được gọi là hai kỹ thuật cơ bản, gọi là kỹ thuật kissing balloon và POT. Thì thế nào là kissing balloon? Chúng ta nhìn cái hình dạng này chúng ta sẽ nhìn thấy là gì ạ? Là đây là chúng ta nong hai quả bóng cùng một lúc. Chúng ta mở cái mắt bên ra và đây hai quả bóng nó chạm nhau được gọi là kissing. Thì khi mà kissing như này, nếu chúng ta phân tích cái dòng chảy sau khi chúng ta làm can thiệp trong, chúng ta sẽ thấy là có những phần nó bị là gia tốc. Tức là vì sao ạ? Vì nó làm biến dạng của cái stent phía trước. Đáng nhẽ cái phần này là tròn, bây giờ vì có hai quả bóng nằm ở bên trong, nó tạo thành cái hình như kiểu bầu dục. Và như vậy cái stent nó sẽ thành hình như này, hơi bị méo. Và vì méo như thế này thì nó sẽ dẫn đến là gì ạ? Nó làm gia tốc ở trong các cái mắt của stent đây bằng hình màu đỏ. Và vì
Thì đấy là cái kỹ thuật để chúng ta làm. Và nếu chúng ta theo dõi chúng ta cần phải gì ạ? Giống hệt những cái biến chứng cần khi làm can thiệp. Thứ hai là những cái biến chứng liên quan đến cái chỗ chia đôi. Ví dụ như là kẹt dây dẫn hoặc kẹt bóng. Làm đến đoạn này lại quên, không rút ra ạ. Nó có 3 lớp stent, nó sẽ kẹt luôn cả bóng lại, kẹt cái dây dẫn ở lại và nó đứt gai ngoài vân vân. Thì lúc đấy chúng ta sẽ tính tiếp. Rồi nếu mà cái kỹ thuật crash chẳng hạn, chúng ta không thể đưa lại được cái dây dẫn qua cái nhánh bên, rồi chúng ta đưa vào bên thành, chúng ta gây ra dissect. Đấy cũng gặp xương máu rất nhiều rồi. Thì như vậy, qua mỗi một cái case như vậy thì các bác sĩ làm can thiệp ta sẽ có cái cách để mà chúng ta vượt qua. Tuy nhiên là trong đầu đối với cả các bạn là những người học gọi là phổ thông ấy, về mặt tim mạch chung thì chúng ta cần phải biết là có những dữ liệu trong đầu. Như người ta nói là nó bị biến dạng xen đoạn gần hay là nó mất nhánh bên là bởi vì kỹ thuật này khó, bởi vì trong lúc làm chúng ta đã để guiding vân vân, thì nó phải như thế nào. Thì đấy là các cái biến chứng chung khi mà chúng ta liên quan đến tổn thương chỗ chia đôi. Đấy là một cái dạng mà tổn thương rất hay gặp khác với các cái kỹ thuật mà khi mà giao ban các bạn sẽ thấy. Tôi làm kilo, tôi làm crash, tôi làm TAP thì chúng ta có thể hiểu được là các bác sĩ tim mạch can thiệp đang làm gì. Đấy. Thế thì sau khi mà có tổn thương chỗ chia đôi này rồi thì sang đến cái nhóm thứ ba là tổn thương chỗ thân chung. Thì bản chất của câu chuyện là gì ạ? Là tổn thương thân chung là một can thiệp chỗ chia đôi, là một cái chi nhánh thôi, nhưng có điều nó phức tạp, nó đa dạng hơn về kiểu về, và đặc biệt quan trọng là gì, đôi khi chúng ta không thể dự báo một cách chính xác cái nhánh bên này nó đáp ứng thế nào với lúc can thiệp. Và một việc vô cùng quan trọng khác là nó có sai lệch kích thước giữa cái đầu gần và các cái đầu xa rất là lớn. Vì thế nên là can thiệp thân chung ở chỗ chia đôi là rất hay có vấn đề nếu chúng ta không định hướng bằng các cái dụng cụ, ví dụ IVUS hoặc OCT, vì nó dày hay bị hẹp ở đoạn đầu gần. Thế thì đây là một vài cái điểm nó cũng theo cái dàn như trước. Nếu mà chúng ta đánh giá tổn thương, chúng ta việc đầu tiên chúng ta trả lời câu hỏi tổn thương này có được bảo vệ hay không. Bảo vệ nghĩa là thế nào? Ví dụ sau mổ bắc cầu nối nó đã có cái cầu cấp bảo vệ rồi, gọi là tổn thương được bảo vệ. Giả dụ chúng ta làm loay hoay thời gian nó có lâu quá, nó có tịt thân chung thì đã có cấp máu từ cái chỗ khác đưa đến, thì đấy là được gọi là thân chung được bảo vệ, và như vậy làm sẽ an toàn hơn. Còn những cái trường hợp mà chúng ta đang làm hiện nay thì đại đa số được gọi là thân chung không được bảo vệ, unprotected left main ấy, PCI. Thì lúc đó cái việc chúng ta làm đòi kỹ thuật thì rất là nhanh, vì nếu chúng ta dừng lâu quá thì sao, nó mất máu trong mạch vành. Hoặc là bệnh nhân AS thấp quá 15% chẳng hạn, chúng ta chỉ cần tịt thân chung trong vòng độ 10 giây thôi, bệnh nhân đã không chịu được và có thể dùng. Trong đó nếu bệnh nhân khác AF 70% thì chúng ta có thể hình phút nó cũng không sao. Thành ra là cái câu chuyện là gì ạ? Left main có bảo vệ hay không? Nhánh mũ có quan trọng hay không? Mức độ vôi hóa và khả năng ảnh hưởng đến sớt như nào? Cũng như là cái nguy cơ ảnh hưởng huyết động làm sao? Nguy cơ của lúc mà chúng ta làm can thiệp thân chung là gì? Là đột tử. Vì sao? Thiếu máu lâu quá, bơm nhiều thuốc cản quang quá. Cái này tôi nhìn cho nó thật là kỹ, là xem thật là rõ vân vân, chụp đi chụp lại nhiều, máu mạch vành nó thiếu, và cuối cùng là trong mạch vành thay vì máu nó là gì, là thuốc cản quang, thế là bệnh nhân rung thất thôi. Thế thì những cái bệnh nhân đó thường lại thấp nữa, thành ra chúng ta cần phải cảnh giác. Thứ hai là gì ạ? Là nếu lỡ may chúng ta làm loay hoay, chúng là kẹt gai quai, mất luôn cái nhánh mũ hoặc là mất luôn cái nhánh ramus chẳng hạn, thì bệnh nhân sẽ suy tim cấp ngay trên bàn. Thì đấy là những thứ chúng ta cần phải tính, và đấy là lý do vì sao làm thân chung thì nó mệt mỏi hơn. Chứ còn bản chất vấn đề là gì? Đây là một tổn thương chỗ chia đôi. Nếu chỗ chia đôi khác mà chúng ta đã làm được, đương nhiên là thân chung chúng ta cũng làm được, chẳng có gì khác nhau cả. Vậy chiến lược can thiệp là gì ạ? Là đảm bảo huyết động và kháng huyết khối trong và sau khi làm can thiệp. Điều này cực kỳ quan trọng. Trong một năm ở viện tim mạch chúng ta làm cỡ khoảng 3.500 ca can thiệp và cỡ khoảng 2.000 gì đó ca chụp mạch vành. Trong độ 5.000 cái đó thì đâu đó có khoảng 1 đến 2 ca chúng ta quên không cho thuốc. Không cho thuốc chúng ta, chẳng cho thuốc chống ứ tiểu cầu. Và nếu mà độ 100 ca như vậy thì 30 ca nó sẽ dẫn đến là gì ạ? Là tắc stent. Thậm chí là nhìn cái hình ảnh là chúng ta phải biết được ca này là quên không cho thuốc, tại nó có hình ảnh đặc trưng đó, toàn bộ stent là huyết khối ABCDF. Thì đối với cả các nhánh khác thì không sao, nhưng với thân chung thì sao? Chắc chắn chết. Nếu huyết khối trong stent ở thân chung là chắc chắn chết, là đột tử. Vậy thì chính vì thế nên là cái câu chuyện vô cùng quan trọng là đảm bảo huyết động và kháng huyết khối trong cũng như là sau khi làm can thiệp. Thì đấy là cái vấn đề sống còn để đảm bảo nhân qua được. Mà nếu bây giờ mà bệnh nhân sau khi can thiệp thân chung đặt stent từ thân chung LOD mà đột tử ở nhà, thế thôi thì có gì đâu, vì chẳng có cái gì có thể lý giải câu chuyện đấy. Và mục tiêu khi chúng ta làm là gì? Là tập trung cho nhánh chính. Và đối với cả nhánh chính thì đại đa số là gì? Là LOD. Vì thế ghi luôn vào đây là tập trung cho LOD, giữ thông L6 là đủ. Tuy nhiên nếu bây giờ LOD nó là cái tắc mạn tính từ trước, toàn bộ cái mạch nuôi bệnh nhân là nhánh mũ thì sao? Tập trung cho nhánh mũ,
và quên gì ạ? Quên LED đi. Thì đấy là cái cách mà để chúng ta đối phó với kỹ thuật giống hệt như một cái tổn thương can thiệp cho thân chung, chỉ khác là gì ạ? Cần hỗ trợ tuần hoàn khi chức năng thất trái kém. Đây là vấn đề sống còn, vì khi thiếu máu cơ tim, đặc biệt là khi kissing balloon, toàn bộ nhánh máu không có một tí máu nào vào cho LD, không có máu tí nào cho mũ, bệnh nhân sẽ dùng thất nếu ép thấp. Vì thế nên là tại sao mà người ta lại coi cái chuyện là IBP khi mà chúng ta làm can thiệp thân chung nó là cái việc cần thiết nếu ép thấp. Rồi cái chiến lược là gì ạ? Nếu mà cái lỗ của mũ mà không tổn thương, đặt một stent là được, chả cần phải làm gì nhiều. Nếu mà các trường hợp khác, hai stent. Đặc biệt là cái kỹ thuật này là phụ thuộc vào các bạn. Ví dụ các bạn làm Q-load mà các bạn làm nhanh thì các bạn làm ở thân chung. Còn nếu mà các bạn thấy là tôi không thể làm nhanh được, bệnh nhân này cực kỳ nhạy cảm, vừa nong ta tụt xuống rồi, thì đôi khi chúng ta cái dòng đấy là những cái trò mà để biết được là chúng ta sẽ làm cái gì và bắt buộc phải đánh giá trước và sau bằng IVERT hoặc OCT. Vì sao lại như vậy? Bởi vì là đối với cả thân chung thì nó có một số vị trí nó rất hay bị hẹp lại, và vì cái chuyện hẹp lại vậy chúng ta cần phải đánh giá bằng IVERT. Đây là một vài hình ảnh để cho chúng ta nhìn thấy vì sao mà cái chuyện đặt can thiệp thân chung lại là vấn đề, bởi vì nó có chênh lệch rất lớn giữa kích thước của thân chung và LED. Chẳng hạn chúng ta đặt cái stent vào LED là 3.5 nhưng có khi ra thân chung nó là 5. Thế ra nếu chúng ta đặt cái stent thế hệ cũ chẳng hạn, nếu cho lên to quá nó dissect cái LED, nếu lên bé quá thì sao ạ? Nó tắc cái thân chung. Thành ra là lựa chọn thế nào rất là khó khăn, là cần gì ạ? Những cái stent thế hệ mới nó có khả năng giãn nở rất là tốt các vị trí khác nhau, lúc đấy chúng ta mới làm can thiệp thân chung được. Và theo thời gian thì rõ ràng là gì ạ? Người ta thấy là gì ạ? Can thiệp với thân chung ngày càng nhiều kinh nghiệm và càng tốt dần lên. Và đối với cả cái câu chuyện đồng thuận các thử nghiệm là gì? Nghĩa là nếu tổn thương lan tỏa nhiều thân thì mổ bắc cầu nối là ưu thế. Còn nếu tổn thương không lan tỏa thì có hay không có thân chung, PCI cũng bằng với cả gì ạ? Bắc cầu nối. Các bạn hiểu không? Thành ra một bệnh nhân chụp lên tổn thương ba thân mạch vành, mình nghĩ ngay là có thể KBIS nó sẽ tốt hơn. Nhưng nếu mà chỉ có mỗi với tổn thương thân chung thôi, PCI cũng được, và lúc đó chúng ta hoàn toàn là PCI. Còn tuy nhiên là gì ạ? Là lợi ích nó sẽ giảm dần theo thời gian, và chúng ta cũng đã nghe đến một số thử nghiệm, chúng tôi không đi sâu lắm ở đây vì vấn đề hôm nay là vấn đề liên quan đến can thiệp. Nhưng rõ ràng cái chỉ định can thiệp thân chung đã thay đổi theo thời gian thì người ta xem xét hơn là nếu tổn thương không lan tỏa, điểm sanh tắc không cao, chúng ta có thể làm PCI được. Và lúc đó nó phụ thuộc khá nhiều vào câu chuyện là gì ạ? Là chúng ta phụ thuộc vào việc là chúng ta làm có nhanh hay không, tổn thương này có liên quan đến nhồi máu cơ tim hay không, chức năng thận thế nào, gây mê làm sao, rồi hát tim đồng thuận vào đây để chúng ta làm, để chúng ta xem xét. Và một cái câu kết luận của chúng tôi trong câu chuyện này là gì ạ? Là nếu các tổn thương phù hợp, không quá phức tạp, đơn giản, không chia nhánh, can thiệp sẽ làm cái giúp ích rất là nhiều cho làm chuyện này. Tuy nhiên là gì ạ? Là nếu chúng ta sử dụng các định hướng, chúng ta cần phải lưu ý một số thứ. Dù FA có thể có sai số, thành ra chúng ta cần phải đánh giá khá quan trọng. Đây là những cái thách thức để chúng ta đưa lên một cái bảng cho nhìn thấy vì sao can thiệp thân chung được gọi một cái thách thức. Do là gì ạ? Cái lỗ ở đây, nhưng mà guiding ở đây nhiều khi chúng ta không đánh giá được chính xác cái lỗ, nó bị hụt, đặt stent thân chung bị hụt là chuyện không hiếm gặp. Nếu chúng ta làm nhiều có kinh nghiệm chúng ta sẽ tránh được chuyện đấy, còn nếu không là hụt đấy. Đấy thì rồi nếu không hụt thì sao ạ? Vì cái guiding nó đang gá vào đây cho nó sẽ làm chùn đầu cái stent. Thành ra là vì sao cái tỷ lệ can thiệp thân chung nó bị thất bại, nó có biến chứng xa nhiều, bởi vì chúng ta không tối ưu được cái kết quả làm can thiệp. Đấy là lý do vì sao tôi yêu cầu phải có IVERT để mình chắc chắn rằng tất cả các cái việc đó nó không xảy ra. Còn về mặt kỹ thuật giống hệt như vậy, chúng ta nhìn thấy Q-loss provisioner VS vân vân, y xì đúc chả khác gì cả. Và về mặt chiến lược chúng ta cũng làm tương tự như thế. Đây là một cái ví dụ minh họa cho chúng ta nhìn thấy cái việc mà tổn thương của mũ quan trọng như thế nào. Nếu mà chúng ta nhìn thấy ở đây, cái này trông có vẻ rất là phức tạp, nhưng nếu chúng ta khảo sát, chúng ta thấy cái lỗ trên IVERT của mũ là bình thường, chúng ta chỉ cần đặt một stent qua, mọi thứ đều ổn. Ngược lại, cái này lúc đầu trông thì có vẻ là không hẹp nhiều lắm, nhưng khi mà chúng ta xem xét IVERT, chúng ta thấy lỗ vào của mũ hẹp rất là nhiều, thì chúng ta sẽ phải sử dụng kỹ thuật hai stent để chúng ta có thể làm chuyện đấy. Và đối với cả ở đây thì kỹ thuật nào để dành cho chỗ thân chung là rất là cần thiết, cần phải bàn. Vì kích thước của mũ LED và thân chung là rất khác biệt. Đây là một cái lược đồ tương tự như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy là gì ạ? Các vị trí thường hay bị tái hẹp, và chủ yếu tái hẹp nó cũng hay xảy ra ở động mạch mũ. Và vì vậy cho nên là chúng ta cần tập trung nghiên cứu là tổn thương động mạch mũ thế nào thì nó sẽ quyết định cái chiến lược chúng ta cần đặt stent. Đi sâu vào phân tích nữa, chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Nó có rất nhiều các hình dạng khác nhau,
Và nếu mà chúng ta phân tích, chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Là tùy theo cái việc mà cấu trúc của carina cũng như của miệng mũi ra sao, nó dịch chuyển thế nào sẽ quyết định mức độ thai hẹp hoặc là mức độ vôi. Nếu mà ở đây nó có vôi đối diện cả mũi, chắc chắn cái mũi sẽ bị có vấn đề. Còn nếu nó không vôi, nó không sao cả. Thế thành ra là đấy lý do vì sao chúng ta cần phải khảo sát kỹ. Và đấy là những cái mà các bác sĩ can thiệp cần phải tính đến lúc chúng ta làm. Thôi chúng tôi không nói quá nhiều, nhưng mà nó cũng có những cái dữ kiện khác nhau để chúng ta biết được câu chuyện đấy. Và đây là một cái tiêu chuẩn, chẳng hạn đây là cái gọi là quy tắc 567 hoặc là 5678 là gì ạ? À? Đối với cả can thiệp thân trung thì đây là cái diện tích tối thiểu cần phải đạt được các nhánh. Nhờ vậy nó sẽ không bị tái hẹp. Ví dụ thân trung tối thiểu phải 8mm. Ở LD tối thiểu phải là 6. Đối với cả mũ tối thiểu phải là 5. Nếu chúng ta làm chuyện này, tỷ lệ tái hẹp nó sẽ xuống thấp. Và vì vậy nên là bắt buộc chúng ta cần phải làm để mà có. Một cái cuối cùng là gì ạ? Là lúc nào chúng ta cần các cái thiết bị hỗ trợ đối với cả can thiệp thân trung thì đấy. Chứ là thay trái giảm, kèm theo hẹp van, có kèm sốc tim, rối loạn nhịp, tổn thương vôi hóa, cần nong nhiều lần, hoặc là tắc thân trung vân vân. Thì đấy là những trường hợp chúng ta cần phải có thiết bị hỗ trợ. Và để mà theo dõi y sĩ đúc như vậy, bản chất câu chuyện là giống như là phân tích chỗ chia, tuy nhiên cái biến chứng này nặng nề rất nhiều. Và nếu như bệnh nhân có biến cố rối loạn nhịp, đột tử vân vân thì chúng ta gì ạ? Lập tức phải đem lên bàn chụp lại ngay vì khả năng rất cao đấy là tắc loạn thân trung. Đấy thì đấy là những chi tiết liên quan đến các cái tổn thương khác nhau đối với cả những cái thứ mà chúng ta đã làm, bao gồm có huyết khối, có vôi hóa, chia nhánh và thân trung. Và cái phần cuối cùng tôi cần phải nói với các bạn, đúng là cưỡi tên lửa thì đúng không, xem là đối cả tổn thương tắc nghẽn mãn tính. Đây là cũng là cái dàn bài như vậy. Đặc điểm tổn thương tắc nghẽn mãn tính là thế nào? Đây là những cái slide các bạn cần nhớ. Tóm lại chỉ khoảng độ loanh quanh độ 10 slide thôi. Mỗi một tổn thương chỉ có mấy cái slide đấy để các bạn cần nhớ. Thì khi mà tắc nghẽn mãn tính thì nó sẽ có các cái vi mạch. Thời gian tắc càng lâu, kích thước vi mạch càng nhỏ. Và vì vậy cho nên là gì ạ? Cái gai oai để đi xuyên qua cái đó nó phải càng bé. Đấy là cái đặc tính của CTO. Vậy nếu bây giờ tôi làm cái CTO xong một cái rất hoành tráng, đi xoẹt cái bằng qua, thì chứng tỏ là gì ạ? Cho nó sai CTO. Đơn giản thì có thế thôi. Bởi vì cái việc ở đây là các vi mạch nó sẽ nhỏ dần. Và vì thế nên là đánh giá là gì ạ? Đánh giá đoạn xa, đường vào, mức độ vôi hóa để chúng ta quyết định. Tí nữa chúng tôi sẽ đưa một vài cái slide để giúp cho bạn phân tích, các bạn hiểu được chiến lược lúc mở CTO là như thế nào. Nguy cơ chính khi làm can thiệp bao gồm có cái gì? Nguy cơ cao nhất là thủng mạch vành. Tại vì chúng ta toàn dùng các dụng cụ cứng nhất, nặng nhất và áp lực cao nhất để xuyên qua cho nó thủng. Mà thủng thì sao ạ? Thủng thì nó tràn dịch màng tim, tóe le, lúc đoạn gần, lúc đoạn xa. Và đặc biệt quan trọng với CTO là gì ạ? Là nó có cả bảng hệ. Chính vì nhiều khi chúng ta biết một đầu rồi, đầu bảng hệ nó vẫn còn. Và vì thế bệnh nhân vẫn làm sao? Vẫn tràn dịch màng tim. Bình thường chúng ta làm can thiệp, bình thường chúng ta chỉ cần biết cái đoạn xong. Nhưng vì ở đây nó được cấp máu ở đoạn mạch bảng hệ. Chứ nếu chúng ta biết cái nhánh chính rồi thì bảng hệ nó vẫn còn. Và như vậy bệnh nhân vẫn cứ tiếp tục tràn dịch bằng tim tiếp. Thế thành ra là chúng ta cần phải xác định rất là rõ là cái tắc ở đâu và như thế nào. Thì cái đấy là cái đặc thù của cái tắc mãn tính. Thứ hai là mất nhánh bên. Rồi thứ ba nữa là suy thận, vân vân. Chiến lược là gì ạ? Chiến lược là mở thông đoạn bị mánh tắc và bảo tồn tối đa các nhánh bên. Và cái điểm thứ hai là dừng lại đúng lúc. Dừng lại đúng lúc nghĩa là thế nào? Đối với cả cái CTO thì nó có một chữ là gì ạ? Success is pending, failure is pending success. Đấy. Thất bại là một cái gọi là thành công mà vẫn còn đang treo đó. Có nghĩa là lúc nào chúng ta cố gắng xem cái phim này bảo ôi tại sao chúng ta không cố thêm 10 phút nữa? Tại sao chúng ta cố thêm 5 phút nữa luôn? Thì với CTO chúng ta phải biết dừng đúng lúc. Biết dừng có nghĩa là chúng ta trở thành cao thủ đấy. Nhìn trường hợp này, thôi dừng. Làm 10 phút là dừng, 3 phút là dừng, 4 phút là dừng. Thì đấy là ở chỗ là biết dừng đúng lúc. Chúng ta có hiểu tổn thương và hiểu dụng cụ, chúng ta mới biết dừng được. Còn nếu không thì chúng ta sẽ hỏng ngay. Thì đấy là cái mục tiêu số 2 trong cái việc câu chuyện chiến lược. Vì sao? Vì nếu làm quá mức, chúng ta sẽ suy thận. Chúng ta sẽ bị cái tổn thương do tia xạ. Bình thường chúng ta không gặp cái chuyện đó. Nhưng nếu chúng ta làm CTO, chúng ta sẽ bị cái hiện tượng của tổn thương do tia xạ. Và sau 3-4 tháng chúng ta mới biết chuyện đấy. Ngay lúc đó không nhìn thấy gì cả. Nhưng tự nhiên sau đó bệnh nhân có một vết loét không lành. Ông này mà đốt dung nhĩ này, ông này mà làm CTO thì cái vết loét không lành đấy chính là gì ạ? Đấy là tổn thương do tia xạ. Đấy thì cái đấy là cái để lưu ý. Thành ra chúng ta phải biết dừng. Chứ còn nếu mà cứ để cái góc bóng chiếu một cái góc trên một tiếng là sẽ có các biến cố như vậy. Về mặt chiến lược thì đây là một vài cái thứ mà chúng ta phân tích. Chúng ta thấy là gồm có chiến lược xuôi dòng và ngược dòng và nâng cấp dần dây dẫn, rồi các cái biện pháp hỗ trợ để tăng cường cái lực đẩy. Vì sao lại có câu chuyện này? Thì thứ nhất, thế nào là CTO? CTO là gì ạ?
là một cái nhánh bị tắc, không có dòng chảy, hoặc là có tuần hoàn bảng hệ tự thân. Đây được gọi là tuần hoàn bảng hệ tự thân. Nó như kiểu bridging như này, thì đây chính là một cái CTL. Thứ hai là gì ạ? Theo thời gian tắc. Trên 3 tháng thì được gọi là tắc hoàn toàn mãn tính. Trong vòng 1 tháng được gọi là bán cấp. Và trong 3 tháng được gọi là mới tắc. Cái thời gian này nó sẽ quyết định, ở đây là vị trí tắc. Đây là vị trí tắc lúc ban đầu. Sau một vài tháng cứ đổ dày, đổ đần, cứ tăng dần lên. Cái này nó đang từ nhọn trở thành diện bằng. Đang từ chỗ không gần các nhánh bên trở thành gần nhánh bên. Khi nào cái tổn thương này được gọi là đầu vào tù sát cạnh một nhánh bên thì đấy chính là tổn thương tắc hoàn toàn mãn tính. Các bạn hiểu không ạ? Nó phải có tiêu chuẩn như vậy. Chứ nhìn vào tổn thương, ôi giời, cái này tắc lâu lắm. Cái này có khi mấy năm rồi nhưng mà nó vẫn nhọn nhọn như này. Không phải, xin thưa đấy không phải. Và nếu nó nhọn như thế này, nếu nó cách xa nhánh bên như này, có nghĩa là cái này là mới. Là cái lỗ các cái vi mạch nó còn đủ lớn, có nghĩa là chúng ta dùng các cao bình thường có thể qua được. Còn nếu đã bằng bằng kiểu này rồi, vi mạch nó sẽ bé tí lại. Đó, mọi lực để chúng ta sẽ chui vào đâu? Chúng ta chui hết vào những bên và chúng ta sẽ thất bại. Đấy mới gọi là cái CTL hoàn chỉnh. Và vì thế chúng ta sẽ nhìn thấy theo thời gian nó có các cái cấp độ khác nhau, từ huyết khối lúc ban đầu, tổ chức hóa một phần, từ phần đầu gần, phần đầu xa. Và đây là cái hình ảnh có các vi mạch to, các cái vi mạch này bé dần, thay đổi bằng các cái mảng vôi. Và chính vì có các mảng vôi như thế này, chúng ta đẩy cái gai hoa bình thường không bao giờ đi qua được, bởi vì cái gai hoa này nó sẽ bị chạm vào các đoạn vôi và nó bị gập góc chui ra các vị trí khác nhau. Vậy để làm được chuyện này chúng ta làm gì? Có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất là chúng ta xuyên hết qua các mảng vôi, cứng đến đâu thì cứng, cứ xuyên qua là được. Đấy là một giải pháp. Và giải pháp đấy là chúng ta dùng gai hoa cực kỳ cứng xuyên qua tất cả các mảng vôi. Nếu xuyên qua tất cả các mảng vôi thì gì? Cái gai nó cứng quá nên nó chỉ đi được đường gì ạ? Đường thẳng. Mạch vành chúng ta là đường gì? Đường cong. Và vì thế chỉ có độ 10% nó xuyên qua được thôi, còn lại xuyên ra ngoài hết. Và vì thế cái chiến lược đấy được gọi là thất bại. Bạn hiểu không ạ? Coi như hỏng. Chiến lược thứ hai là gì ạ? Là chúng ta đi lượn qua các cục vôi. Lượn thế nào? Bây giờ nếu chỗ này mà toàn vôi sỏi đá này, chúng ta không bao giờ đi thẳng đường giữa. Vậy chúng ta làm gì ạ? Chúng ta đi vào thành bên, giống như bây giờ chúng ta trồng cây ấy, hoặc là đơn giản nhất các bạn thấy, chúng ta có bát hương mà cắm ấy. Lúc đầu chúng ta cắm được ở giữa rồi, về sau chúng ta có cắm được giữa không? Không bao giờ được, chúng ta phải cắm gì ạ? Cắm vào bên. Bên nghĩa là gì? Bên có nghĩa là chúng ta chạy vào cái thành bên. Và như vậy nó sinh ra một cái chiến lược. Đây được gọi là cái chiến lược lái qua CTL. Đây là cái lỗ nó bị tắc như thế này, chúng ta lái qua đây, chúng ta gặp các vật cản, gặp cục vôi, đây là cục vôi ạ, đi rạch ra ngoài. Nhưng ở lớp này được gọi là lớp áo ngoài. Và nếu nó vẫn nằm ở trong lớp áo ngoài thì có nghĩa là gì ạ? Vẫn được coi là thành công. Vẫn được coi là trong lòng mạch. Và vì vậy gai hoa này lại tiếp tục đi vào bên trong. Và vì thế ở đây cái ranh giới thực sự của mạch chính là lớp áo ngoài chứ không phải là lớp nội mạc. Và vì thế chúng ta có hai giải pháp. Một giải pháp là tái thông trong lòng mạch và một giải pháp thứ hai là dưới lớp áo ngoài. Xin lỗi, đây là lớp áo ngoài. Làm thế nào thì làm, tôi cứ đi ở trong lòng cái lớp áo ngoài này là được. Thế nếu đi ở trong lớp áo ngoài thì nó có hiện tượng là gì ạ? Nó sẽ làm toàn bộ tất cả cái nhánh bên. Bạn hiểu ý không? Tại nó đi lớp áo ngoài mà, nó không phải đi vào lớp chính. Thì đây là cái lớp nó bóc tách, vậy nó tắc hết các nhánh bên. Vậy thì khi làm tổn thương CTO, chúng ta cho phép lóc tách ở dưới lớp áo ngoài, nhưng phải hạn chế cái việc mà mất các nhánh bên. Đấy chính là chiến lược của chúng ta. Chiến lược là gì? Tái thông mạch vành, hạn chế tối đa cái chuyện mà mất nhánh bên. Và muốn hạn chế tối đa nhánh bên thì chúng ta phải lái trong lòng mạch. Còn nếu chúng ta đâu đó có đi ra ngoài thì chấp nhận nhưng đoạn đấy nó ngắn thôi. Và đoạn đấy ở những cái chỗ mà không có nhánh bên thì ok. Ví dụ bên động mạch vành phải nó không có nhánh bên thì kỹ thuật dưới lớp áo ngoài là ok, cứ việc thông qua. Nhưng nếu cái này là làm ở LAD thì sao? Nó mất hết nhánh bên và sau khi chúng ta thông ra đó rồi nó chả có ý nghĩa gì cả vì tất cả cái nhánh bên bị tắc hết. Thì lúc đó chúng ta thông được cái mạch nhưng nó vô tác dụng. Vậy thì đấy là kỹ thuật để lái CTO. Bao gồm có lượn ra, lượn vào, lượn ra, lượn vào, miễn là bên trong này là được. Nhưng chúng ta cố gắng làm thế nào để cái đoạn lượn ra bên ngoài càng ngắn càng tốt. Đúng không ạ? Thì đấy là cái chiến lược chúng ta làm. Thế thì nếu mà bây giờ chúng ta đi, chúng ta có hai đường, một đường đi từ trên xuống, một đường đi từ dưới lên,
Thì hóa ra là gì ạ? Là vì cái đường từ trên xuống nó có cái dòng chảy liên tục nó chảy như thế này, cho nên là cái đường đầu gần bao giờ nó cũng vôi nhiều hơn đoạn xa. Và vì thế người ta mới thấy là gì? Đoạn đầu xa mềm hơn. Và nếu mềm hơn là gì? Tôi lái gai quai từ bảng hệ đi lên. Đấy được gọi là con đường ngược chiều. Thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn và khả năng bảo tồn các nhánh bên nhiều hơn. Thế thì làm thế nào để biết được cái đường này? Thì đây là các cái dạng bảng hệ khác nhau khi chúng ta làm. Và đấy là lý do vì sao chúng ta cần phải hiểu về nó. Thì nếu chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Khi nó tắc, đây là bảng hệ tự thân, bảng hệ từ các cái nhánh sang. Ví dụ ở đây thì tùy theo góc chụp nào chúng ta nhận biết được bảng hệ gì. Và đấy là lý do vì sao CTO không phải là trò chơi cho những người mới làm. Chúng ta cần hiểu về các góc chủ, về các dụng cụ, rồi tỷ lệ phân bố khác nhau như thế nào. Hoặc là chúng ta lựa chọn các dạng bảng hệ như thế nào. Đây là cái dạng bảng hệ đi qua nhánh vách, là các cái dạng khác nhau. Còn cái dạng bảng hệ nó nổi trên bề mặt được gọi là epicardial ấy, thì khi nó quá gập góc nó sẽ bị làm sao ạ? Nó rất dễ bị thủng và chúng ta sẽ thất bại. Vì vậy nên thường là chúng ta sẽ lựa chọn cái bảng hệ vách để chúng ta xuyên qua, với các cái dạng khác nhau, từ dạng là nhìn thấy rất là rõ đến dạng không thấy gì. Và nếu như vậy chúng ta làm gì ạ? Chúng ta phải dò ra được thông ở đâu. Thì nhiều khi chúng ta nhìn vào không thấy có điểm nối, nhưng nếu chúng ta dò chúng ta lại ra. Đấy là cái khó và cái kiên trì để làm. Thì để làm được chuyện đó, chúng ta có một cái điểm gọi là điểm đánh giá cái tổn thương CTO này là dễ hay là khó. Thì đây được gọi là GCTO score, đánh giá dựa trên là nó là taper, tức là có nhọn, hay là nó bằng tức là sát nhánh bên, khó lắm. Có nhọn nhọn này, khả năng qua. Thứ hai, có vôi nhiều hay không? Vôi nhiều đánh giá bằng cái gì? Anjo không nhìn thấy được rồi. À, chúng ta có một công cụ là Multi Slice CT. Thành ra nó có một trường phái là nó chụp Multi Slice CT cho tất cả các ca CTO. Sau nó sẽ trồng hai cái hình giữa cái chụp Multi Slice CT với lúc chụp Anjo để chúng ta hình dung được cái điểm vôi đi như thế nào và lách lách qua cái chỗ đó. Thì đấy là một cái giải pháp tiếp theo. Thì tuy nhiên là nếu chúng ta nhìn thấy vôi nó nhiều, cái này xương đấy, khả năng thủng ra ngoài rất nhiều, hoặc là nó sẽ lóc tách ra bên ngoài, và lóc tách ra bên ngoài thì chúng ta sẽ mất nhánh bên, như vậy bệnh nhân sẽ suy tim. Do vậy là vôi là một điểm quan trọng. Rồi thứ hai là có nhiều gập góc hay không. Gập góc mà càng lớn, khả năng cao chúng ta sẽ thất bại. Cái thứ ba là gì ạ? Độ dài. Độ dài mà càng dài đương nhiên là gì ạ? Chúng ta thời gian càng lâu và khả năng thành công chúng ta sẽ thấp đi. Thành ra đấy là những cái điểm để chúng ta vào. Và đương nhiên điểm càng cao thì khả năng thất bại càng cao. Đấy thì đấy là cái cách mà để mà chúng ta làm là như vậy. Thế chỉ định làm can thiệp thì lúc nào chúng ta chỉ định? Giống hệt một cái đau ngực ổn định. Vì cái này nó tắc lâu rồi mà, thì nó như một cái đau ngực ổn định. Nó cải thiện triệu chứng, rồi giảm nguy cơ ở phẫu thuật bắc cầu nối cải thiện sống còn. Tuy nhiên, tất cả những cái này là có vẻ, tất cả đều là có vẻ tốt. Những cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên chứng minh đều thất bại, đều dừng lại, kết quả là tương đương. Và vì thế, tóm lại đến thời điểm hiện tại, chỉ định mở cái CTO nó gần giống như một cái đau ngực ổn định. Lúc mà chúng ta gì ạ? Có vẻ cải thiện được cái chức năng thất trái, có vẻ chữa đau ngực thì chúng ta làm. Đấy. Thì đây là một cái bảng của chúng ta nhìn thấy một vài các cái thử nghiệm khác nhau. Và đây là các cái vấn đề tranh cãi mà đi từ những câu chuyện đó. Và chính vì thế nên là gì ạ? Đừng có bao giờ nhìn những cái CTO mà bảo là tôi phải làm, vân vân. Đừng có bao giờ nghĩ rằng là gì ạ? Cái này mình phải thông ra bệnh nhân mới có lợi. Tất cả nó chưa được chứng minh. Nên là CTO là một cái mảng riêng để chúng ta bàn luận. Thì các cái chiến lược mở thông là như thế nào? Thì nó có rất là nhiều trò. Trò đi từ trên xuống là gọi là xuôi dòng. Trò đi qua bảng hệ được gọi là ngược dòng. Trò phối hợp nhau thì là hybrid. Rồi nó đi ở trong lòng mạch, nó đi ra bên ngoài. Thì đây là một cái dạng được gọi là tiếp cận xuôi dòng. Nó có các cái kỹ thuật khác nhau như này. Đi theo lòng mạch, dưới lớp nội mạc, và chúng ta dùng các dụng cụ khác nhau chúng ta làm như thế nào. Ví dụ đây là cái hình ảnh ạ. Đây là cái microcatheter để nó tăng cái sức support, là tăng cái lực đẩy. Đây là guide wire, đây là tổn thương CTO. Nếu chúng ta nhìn thấy rõ cái điểm này, chúng ta thông ra, ok. Và chúng ta nâng cấp dần các guide wire, tức là chúng ta tăng dần độ cứng. Câu hỏi là tại sao không dùng ngay một guide cứng từ đầu? À, vì nó xiên ra ngoài. Vì thế là chúng ta lựa chọn guide wire là cần thiết. Tuy nhiên cái này chỉ áp dụng cho gì ạ? Cho tay thôi. Vì sao? Bởi vì mỗi lần bóc guide wire là một lần tiền, mà cái guide đặc thù này nó rất là đắt. Vì thế ở Việt Nam thì chúng tôi thay đổi cách này đi. Bằng cách là gì ạ? Chúng ta có một cái bảng lựa chọn các cái guide wire khác nhau dựa trên gì ạ? Độ cứng, độ đâm xuyên, khả năng vân vân. Đây là cái bảng tổ hợp đến các chuyện đó. Một cái dân làm can thiệp mình cần phải biết độ xuyên qua như nào, độ cứng ra sao, khả năng lách rồi khả năng thúc đẩy như nào. Và mình nhìn vào cái tổn thương, mình lựa chọn guide wire. Và cái người làm CTO giỏi là gì? Là trên một tổn thương phù hợp chọn dụng cụ đơn giản nhất mà thành công.
Chứ nếu bây giờ tôi không A thì B, không B thì C, thì nó làm gì ạ? Thì đương nhiên rồi cuối cùng chúng ta cũng có thể thành công, nhưng sẽ tiêu tốn nguồn lực rất là lớn, và như vậy cái việc đó nó không phù hợp. Thế còn đây là một cái dạng thứ hai, tôi muốn cho các bạn xem một cái dụng cụ, nó được gọi là dụng cụ đây. Ví dụ đây là cái mảng này rất là cứng, người ta không thể nào xuyên qua được, thì người ta chạy lớp dưới nội mạc. Có thể chạy qua đây bằng gai quai, nhưng cũng có thể làm một cách khác là gì ạ? Là người ta dùng cái dụng cụ khoan, gọi là hệ thống crossbow và sling gây, xong đưa một cái quả bóng qua đây, nó có một cái lỗ bên sẵn sàng, nằm đây là hoàn toàn dưới lớp nội mạc, nhưng mà người ta phải đục cái chỗ này ra thì mới thể vào được. Người ta luồn cái dây dẫn qua đây, đấy, nó có sẵn cái lỗ đây rồi, thì xoay cái quả bóng, đấy, nở ra để cho cái mặt này nó áp vào đây, sau đó chúng ta luồn cái dây dẫn qua đây. Làm sao để biết đây lòng thật? Chúng ta chụp ở bằng cách nhìn thấy bằng hệ. Thế thì chúng ta xuyên một cái dây dẫn qua đây, xuyên qua cái lỗ vào định hình theo cái quả bóng đó, và lúc đó chúng ta sẽ xuyên được vào cái lòng chính, và trên cơ sở đó chúng ta sẽ kết nối được giữa hai cái lòng chính với nhau và thông qua một cái đoạn gì ạ? Ở dưới cái lớp áo ngoài. Thì đấy là một trong cái kỹ thuật để mà chúng ta làm. Thì tương tự như vậy, thì nếu bây giờ chúng ta làm ngược chiều, chúng ta sẽ làm như nào? Đây là một cái dây dẫn ở đầu dưới đi lên. Đây là cái kỹ thuật kinh điển mà chúng ta làm, được gọi là kỹ thuật reverse cast. Đây là cái gai quai từ đầu gần, chỗ này quá cứng, nó đi xuyên ra ngoài. Đây là gai quai đi từ bảng hệ, nó cũng quá cứng, nó cũng đi xuyên ra ngoài. Thế làm nào để hai gai quai này chạm nhau? Thì lúc đó chúng ta sẽ gây dissect ở đoạn gần, nong quả bóng ra, chỗ này nó bị dissect. Đây chính là dissect, nhưng đây là chúng ta chủ động gây ra dissect. Sau đó, sau khi chỗ này nó vỡ bung ra rồi, thì chúng ta lại gì ạ? Chúng ta lái lại cái gai quai vào đây, và chúng ta thông thương giữa lọc chính, thông thương qua cái bảng hệ. Và như vậy cái đoạn này chắc chắn là gì? Là lớp dưới lớp áo ngoài, nhưng mà nó ngắn nhất. Đấy, thì đấy là cái cách mà được gọi là cái kỹ thuật reverse cast. Và đây là các cái bước khác nhau, chúng ta nhìn thấy có 9 bước khác nhau để có thể làm được với kỹ thuật này, để đảm bảo cho cái việc mà chúng ta làm ngược dòng. Đây là các cái chỉ định khác nhau đối với các can thiệp mà ngược dòng qua CTO. Khi mà cái đầu nó ở tổn thương tại sát lỗ, rồi khi mà chúng ta không nhìn rõ đầu gần, rồi mạch thì nhỏ, vô hóa, hoặc là đã từng làm dây rồi, hoặc là tổn thương CTO trên 20mm, thì đấy là những cái thứ mà chúng ta áp dụng, chúng ta lựa chọn. Thì so sánh can thiệp giữa cái phần ngược chiều với cả xuôi chiều thì như thế nào? Thì thực ra là tỷ lệ biến cố trong viện là và cả lâu dài là khá như nhau. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta làm cái con đường ngược chiều ấy, thì khả năng là chúng ta tốn nhiều thời gian hơn, tốn nhiều stent hơn, cái khả năng bị nứt vỡ nhiều hơn, và như vậy lâu dài chúng ta phải làm nhiều stent hơn. Đây là một vài cái lược đồ để mà chúng ta xác định được là xem là cái cách mà chúng ta lựa chọn các con đường là như thế nào, với tùy theo cái tổn thương CTO vân vân. Đây là các cái phần chia sẻ kinh nghiệm. Thì đấy là một vài cái bước chúng tôi giới thiệu với các bạn cả. Tại sao chúng ta làm chuyện đó, đi là như thế nào, phục vụ là như thế nào. Và như vậy là nếu mà đối với cả chúng ta mà tiếp nhận bệnh nhân thì như thế nào? Bao giờ cũng phải để ý các cái biến chứng, bao gồm có thủng mạch vành, ép tim, và đặc biệt đối với cả CTO là có một thứ rất đặc biệt được gọi là ép tim mà không có tràn dịch màng tim. Vì sao lại như vậy? Bởi vì nó đi lóc ở trong thành, và vì thế khi mà lóc ở trong thành như vậy nó tạo thành hematom, nó không tràn ra ngoài. Hematom nên nó ép vào các buồng tim, từ đâu? Từ chính mạch vành, và nó gây một cái hiện tượng ép tim, nhưng chúng ta không thấy dịch màng tim. Đấy, thì đấy là gì ạ? Đấy là do bản thân cái huyết khối trong thành khi nó đục bằng các cái gai lớn. Rồi khi mất nhánh bên, rồi huyết khối, rồi suy thận cấp và tổn thương chiếu tia liên tục. Thì đây là các cái biến chứng liên quan đến đặc thù của tổn thương CTO. Thì chúng ta cần phải theo dõi và để biết. Thực ra với những case như này, về đầu tiên là gì ạ? Thường là có rất nhiều các vị trí trọng. Chúng ta phải theo dõi xem có chảy máu hay không, biến cố đường vào là như thế nào, có tràn dịch màng tim hay không, có suy thận hay không, và có thuốc các thứ như nào hay không. Đây là những cái vấn đề khác liên quan đến cái để còn bàn cãi kích thước bóng như thế nào, ứng dụng iVert ra sao, phù hợp như thế nào. Và câu chuyện cuối cùng là gì ạ? Là thực sự mở CTO có hiệu quả hay không? Vẫn là bàn cãi nhưng mà không. Đôi khi chúng ta làm CTO bởi vì chúng ta nghĩ rằng đến cái đỉnh cao cần phải chinh phục. Nhưng sau khi lên đến đỉnh Everest rồi, chúng ta mới thấy là cái này có khi cũng chả khác gì cái đồi, không khác gì cái núi nùng của chúng ta. Đấy, thì đấy là nhiều khi là sau khi lên rồi chúng ta mới biết là chúng ta đang ở đâu. Thì đấy là những cái thứ mà nó liên quan đến cái tổn thương tắc nghẽn mãn tính. Và chúng tôi đi một cái bài rất là đơn giản, giới thiệu với mọi người các cái khái niệm và những cái suy nghĩ ở trong đầu chúng ta. Còn tất nhiên khi mà chúng làm can thiệp chúng ta sẽ có những vấn đề khác cần phải tính toán. Thế thì đấy là cái phần nội dung bài thứ nhất của tôi cần phải trình bày với các bạn. Mời các bạn nghỉ khoảng tầm 10 phút nhỉ.